chương 4280, chọc giận, lang Hàn đánh tiết chiến một trận tơi bời. Huynh đệ nhà họ tiết phải cảm tạ đây là bên trong cửu dương thánh địa, nếu không, lang Hàn tuyệt đối không khách khí như vậy, hắn sẽ giết hai người. Đánh thật hay, đánh rất tuyệt, đại hắc cầu kêu lên, nó cố nén xúc động không có sông lên đạp một cước. Đây là lang Hàn cố ý nhắc, chỉ một mình hắn giải quyết. Sau khi đánh 10 phút, vị tộc thúc tiết ra tiết băng nguyên cũng đi tới. Không phải hắn không có thu được tiết chiến cầu cứu, mà là khi đó hắn đang hầu hạ Liễu Tam Quân uống trà, hắn nào dám mở miệng. Liễu Tam Quân là người rất bảo thủ nhưng lại không ngốc, nếu biết Tiết Băng Nguyên đánh cờ hiệu của hắn cáo mượn oai hùng, Tiết Băng Nguyên tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ đối phó một chú đỉnh, hắn tự nhiên giải quyết nhẹ nhóm càng không cần thiết cho Liễu Tam Quân biết. Cho nên, Tiết Băng Nguyên chỉ không ngừng nhẫn nại, đến khi Liễu Tam Quân uống xong trà lại đi tu luyện, khi đó hắn mới có cơ hội, lập tức giết tới đây. Khí thế của hắn bộc phát, nếu biết huynh đệ nhà họ tiết là tộc nhân của hắn lang hàn còn dám xuất thủ đúng là to gan phản rồi sao ngươi thật to gan tiết bang nguyên nói hắn đạp vào hư không đây là năng lực sinh đan cảnh mới có suốt cục không cần lại mượn nhờ pháp khí mới có thể phi hành thậm chí còn có thể đạp vào không khí không có to gan như ngươi chỉ là một tên đạo đồng lại dám dung túng tộc nhân phá hư quy củ thánh địa lang hàn từ tốn nói ngươi cho rằng thánh địa là nhà ngươi mở tiết bang nguyên cau mày hắn rất tức giận nhưng hắn là sinh đan cảnh, hơn nữa còn là đạo đồng của Liễu Tam Quân, ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ là đệ tử chú đỉnh thì thế nào, thấy hắn vẫn phải cung kính gọi một tiếng đại nhân. Nhưng Lăng Hàn lại dám chế giễu hắn, hắn làm sao không giận. Nhưng huynh đệ họ tiết còn ở trong tay Lăng Hàn, hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuất thủ. Mau thả người ra, hắn lạnh lùng nói, người đùa nghịch huy phong cho ai xem. Lăng Hàn lắc đầu, hắn không thả người. Hừ, Tiết Bang nguyên phóng thích khí thức của mình, khí thức bộc phát như biển gầm. Đúng là ngu xuẩn, không biết võ giả cảnh giới cao hoàn toàn nghiền ép người cảnh giới thấp hay sao. Hắn không cần xuất thủ, một đạo khí thức cũng có thể làm chiến lực lăng hàn tan giã, không chịu nổi một kích. Nhưng khí thức bộc phát, lăng hàn lại không có biến hóa gì. Cái gì, tiết Bang nguyên kinh ngạc, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên người đối phương có bí bảo gì đó, có thể ngăn cản khí thức cường giả áp chế sao? Nhất định như thế, hắn cảm giác có chút phiền phức, bởi vì việc này làm hắn phải xuất thủ, mà một khi hắn xuất thủ, hai con tin tiết chiến tiết hải sẽ trở thành biến số. Đến mà không trả lễ thì không hay, lang Hàn phát động sát khí xung kích, sinh đan cảnh thì như thế nào, tiết băng nguyên hoàn toàn không có đề phòng, hắn lập tức trúng chiêu, xuất hiện mê mang ngắn ngủi. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả, ảnh hưởng trong một nháy mắt mà thôi. Tiết băng nguyên thẹn quá hóa giận, gương mặt hắn đỏ bừng. Hắn tiếng là đạo đồng, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không xem mình là đạo đồng việc này quá mất mặt hắn phát ra khí thức hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến lăng hàn nhưng lăng hàn vừa phản kích đã làm hắn trúng chiêu hắn làm sao chịu nổi phải biết lăng hàn chỉ là chú đỉnh mà hắn lại là sinh đan trong mắt tiết băng nguyên sinh ra hàn mang hắn muốn bất chấp hậu quả muốn xử lý lăng hàn lăng hàn mỉm cười hắn mang theo huynh đệ tiết chiến xoay người rời đi có bản lĩnh thì đuổi theo ta đuổi kịp ta thì tính người thắng hắn phát động chỉ xích thiên nhai tốc độ cực nhanh tiết băng nguyên không do dự đuổi theo chỉ là chú đỉnh cho dù bất phàm thì sao chỉ là sâu kiến trong mắt hắn mà thôi nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện tốc độ của lăng hàn quá nhanh nhanh đến mức không giống như một chú đỉnh cảnh tốc độ này có lẽ chỉ có sinh đan mới nhanh như thế tiểu tử này thi triển một loại thân pháp cường đại nào đó nhưng một môn công pháp càng cường đại thời gian có thể thi triển càng hạn thân pháp cũng không ngoại lệ tiểu tử này quá điên cuồng mang theo hai người còn có thể bảo trì tốc độ như vậy thật không thể tin nổi nhưng không có biện pháp cũng không thể không đuổi theo tiết bang nguyên ra sức truy đuổi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai bên nhưng hắn có tu vi sinh đan hậu kỳ tốc độ tự nhiên không phải người vừa vào sinh đan có thể so sánh mắt thấy khoảng cách với lăng hàn càng ngày càng gần nhưng bỗng nhiên tiểu tử này dừng lại hả tiết bang nguyên không biết lăng hàn đang dở cho quỷ gì nhưng hắn đã sinh ra phòng bị lớn với tiểu bối chú đỉnh trước mặt hắn cũng không chủ quan, lập tức dừng lại. Hắn chỉ cần dùng bất biến ứng vạn biến, với thực lực sinh đan cảnh của hắn, nhất định phải áp chế Lăng Hàn. Trong tay của ta có con tin, người cũng không nên tới đây. Lăng Hàn nâng hai người tiết chiến lên cao, phốc, tiết băng nguyên kém chút ngã xuống, vừa rồi hắn còn kiêng kỵ Lăng Hàn, nhưng tiểu tử này đảo mắt đã làm ra hành động yếu thế, thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt. Người nói tiểu tử này nhát gan hay không dám chọc mình, nhưng muốn nói to gan, bây giờ còn muốn dùng con tin uy hiếp chính mình việc này gọi là cái gì rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới thả người tiết băng nguyên từ tốn nói ngươi nói chuyện bồi thường đi lăng hàn nói tốt ngươi muốn bồi thường thế nào tiết băng nguyên cười cợt tiểu tử này vẫn sợ hãi việc này rất tự nhiên hắn chính là cường giả sinh đan sau lưng hắn chính là đại năng cấp giáo chủ nhượng bộ không phải chuyện rất bình thường sao lăng hàn lắc đầu lão đầu người sai lầm không phải ta bồi thường thế nào là các người bồi thường thế nào? Cái gì? Tiết Bang Nguyên sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hắn rất giận dữ. Người đánh tộc nhân của ta, hơn nữa còn chọc tới ta, hơn nữa một chú đỉnh nho nhỏ, tại sao người có dũng khí lớn như vậy, dám bắt cường giả sinh đan như hắn bồi thường? Người chán sống rồi, hắn nói, sao, nơi xa có người bay tới, hơn nữa có không ít người tới gần. Có đám người lâm là cùng nữ hoàng, cũng có người không liên hệ, trước đó nhìn thấy Lăng Hàn và Tiết Bang Nguyên lướt nhanh qua, vô ý thức liền chạy sang đây xem náo nhiệt. Tiết băng nguyên bình thản không sợ, hắn cảm thấy việc này chính mình chiếm lý, hơn nữa còn đã thương người của mình, liễu tam quân sẽ bảo vệ hắn. Cho nên, hắn đứng chắp tay, hắn làm ra vẻ đã tính trước. Lang Hàn nghiêm túc nói, hỗn đản này ngấp nghé thê tử của ta, ba phen mấy bận quấy rối, bị giáo huấn một lần, mục đích chỉ muốn hắn thu liễm một ít, hắn lại mời ca ca chú đỉnh cảnh đến đánh bằng hữu của ta một trận, nhưng bản thân lại không bị trừng phạt gì. Cuối cùng, vì sao bọn họ có lá gan lớn như vậy, chính là bởi vì có thân tộc sinh đan cảnh như ngươi. Hắn vốn muốn nói bích tiêu công chúa thành bằng hữu của mình, nhưng nghĩ lại bằng hữu không kéo thù hận bằng thê tử, cho nên hắn vội vàng sửa miệng, tin tưởng nữ hoàng và công chúa yêu tộc đều hiểu. chương 4281, trận vây khốn sinh đan. Hiu hiu hiu, còn có càng nhiều người chạy tới, ví dụ như đàm mộc, giải ninh thu, ba vương vật trên tuyệt sắc bảng đều tới, các nàng vô cùng chú ý việc này. Trong mắt các nàng, mặc dù lăng hàn không có tư cách trở thành phu quân tương lai nhưng lại là thiên tài khó lường đáng để các nàng mời chào lần này chính là cơ hội tốt lăng hàn tất nhiên không thể hóa giải một kiếp này như vậy mình giải quyết thay lăng hàn đối phương sẽ thiếu ân tình của mình chuyện kế tiếp liền dễ làm tiết bang nguyên không có khả năng thừa nhận trước mặt mọi người hắn vung tay nói nói bậy nói bạ lăng hàn nhoẻn miệng cười hắn ném tiết chiến xuống đất sau đó vỗ vỗ đầu tiết hải đến đây làm người trong cuộc là kẻ gây sự người ngoan ngoãn nói mọi việc đi. Người nói hưu nói vượn, Tiết Hải cũng không thừa nhận, lập tức lớn tiếng hô lên. Trong trường hợp như thế, chẳng lẽ Lăng Hàn còn dám nghiêm hình bức cung sao? Bỗng nhiên hắn kêu thảm thiết, một tay bị Lăng Hàn bẻ gãy. Gia hỏa này dám làm thế, T, khó trách gia hỏa này chỉ nhìn chằm chằm đánh vào mặt mình, khi đó cũng đã nghĩ đến đến việc hiện tại hay sao? Lăng Hàn không chỉ đánh gãy cánh tay của hắn, còn nghiền nát từng xương ngón tay của đối phương. Tay đứt ruột sót, thống khổ cỡ nào. Tiết Hải rên rỉ gào khóc thảm thiết, dừng tay, Tiết Băng Nguyên phẫn nộ quát, nhưng hắn phát hiện toàn thân Lăng Hàn đều là sát khí, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong trạng thái như thế, Lăng Hàn thực sự dám giết người. Không thể bức đối phương quá gấp, trong lòng của hắn hơi động, hắn dùng liên tiếp khí căn dặn Tiết Hải, bảo hắn tạm thời thừa nhận đi. Ngược lại, về sau có thể chối là do Lăng Hàn bức cung, hắn có thể chối tội. Tiết Hải không kiên trì nổi, tộc thúc bảo hắn khai ra, hắn cũng nói rõ một năm một người. Rất nhiều người không biết chuyện gì, sau khi nghe xong liền giận dữ. Một tông môn không có quy củ tối thiểu, người nào dám an tâm tu luyện. Thật quá mức, còn có ngươi, lang hàn chỉ sang tiết chiến. Tiết chiến cũng không muốn ăn đau khổ, cũng nghĩ thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhưng lang hàn bất chấp tất cả, hắn đánh gãy một nửa xương cốt của đối phương mới cho phép khai ra. Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn lăng hàn, gia hỏa này có thù tất báo, sát phạt quả đoán, về sau ngàn vạn không thể trêu chọc hắn cho dù là ba nữ đàm mộng cũng hưng phấn nam nhân như vậy các nàng khống chế được sao lăng hàn nhoẻn miệng cười tốt nếu các ngươi đã thẳng thắn nhận sai ta sẽ tha cho các ngươi tự có tông quy xử phạt dứt lời hắn ném huynh đệ tiết chiến ra ngoài cũng ném rất xa tất cả mọi người sững sờ tình huống như thế nào không có con tin ngươi làm sao áp chế cường giả sinh đan cảnh vừa rồi ngươi uy phong bắt diện nhưng chỉ cần sinh đan cảnh xuất thủ, người không phải sẽ nối gót theo huynh đệ họ tiết. Đầu óc hồ đồ rồi, tiết băng nguyên cười to, nhưng giọng nói đầy lạnh lẽo, hiển nhiên tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử, người thật to gan, tộc thúc, giết hắn, giết hắn, tiết hải gào to, hắn bị trà đạp đủ kiểu, trước đó hắn căn bản không dám mở miệng là vì sợ chọc giận lăng hàn, nhưng bây giờ đã thoát, lại có tộc thúc tỏa chấn, hắn tự nhiên không cần kiêng kỵ. Mặc dù tiết chiến không có nói chuyện, nhưng ánh mắt oán độc, tự nhiên cũng hy vọng Lăng Hàn bị tiết băng nguyên thu thập, tốt nhất là trực tiếp giết chết. Lăng Hàn mỉm cười, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Bởi vì đã tính kỹ trước, tiết băng nguyên cũng không vội mà xuất thủ, hắn thản nhiên nói. Ngươi không nên sợ ta sao? Tại sao phải sợ? Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta chính là đệ tử thánh địa, ngươi là thứ gì? Chỉ là một đạo đồng, muốn ta sợ ngươi. Ha ha, trong mắt ngươi còn có thánh địa không? Tiết băng nguyên dừng lại, việc này đã đâm trúng điểm yếu của hắn, cho dù hắn hiện tại là sinh đan cảnh nhưng đám người trước mặt chính là đệ tử thánh địa hắn chỉ là đạo đồng thì làm sao dám lên mặt bàn hắn nhăn nhó trong hai mắt phun ra lửa giận ta đường đường là sinh đan cảnh người dám bất kính cường giả người đang miệt thị trật tự võ đạo hắn lạnh lùng nói ra hắn không thể nhẫn nại được nữa lập tức cất bước đi ra muốn bắt lấy lăng hàn hắn lại bước về phía trước một bước phía trước xuất hiện từng đám hoa văn tạo thành một đồ án rắc rối phức tạp không tốt đây là trận pháp hắn nói thầm một tiếng không tốt hắn cũng hiểu vì cái gì lăng hàn hấp dẫn hắn tới nơi này vì cái gì lại đột nhiên ngừng lại thì ra là dẫn mình vào trong trận pháp nhưng mà hư hư chỉ là chú đỉnh bày trận pháp có thể vây được hắn sao nếu như ta là ngươi từ giờ trở đi ta sẽ không xê dịch một khối cơ bắp lăng hàn ung dung nói tiết băng nguyên nào chịu nghe lời hắn bước lên chú đỉnh nho nhỏ trong mắt ta không khác gì sâu kiến ầm ngay sau đó ánh sáng trận văn tỏa sáng và bắn về phía Tiết Bang Nguyên. Tiết Bang Nguyên xuất thủ đánh nát những ánh sáng đó, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, lực công kích của ánh sáng chẳng những đáng sợ, hơn nữa số lượng của chúng rất nhiều, cho dù là hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Hắn sợ hãi, nếu tiếp tục như thế, cuối cùng hắn sẽ ngăn cản không nổi mà chết. Đúng là khó tin, một chú đỉnh cảnh lại có thể bày trận pháp cấp bậc sinh đan. Hắn vội vàng đột phá, muốn giết ra khỏi trận pháp nhưng hắn vừa hành động càng làm trận pháp phản vệ mạnh hơn, càng ngày càng nhiều ánh sáng bắn về phía trước, nhìn từ bên ngoài, những ánh sáng kia hợp thành hình bảo bình. Đây là, tam tương bảo bình trận, có người nhận ra được, cái gì, là trận pháp giết sinh đan cảnh, không phải chứ, tất cả mọi người kinh hô, sau đó đều tỉnh ngộ, khó trách lăng hàn thong rong tự nhiên như vậy, thì ra tất cả đều nằm trong tay hắn. Bọn họ cảm khái, cho dù là sinh đan cảnh cũng bị lăng hàn chơi đùa trong lòng bàn tay, thật sự là châu bò, Ba đại vương vật đàm mộng hưng phấn, cảm thấy nên suy nghĩ giá trị của Lăng Hàn lần nữa, cũng không chỉ là đan sư vĩ đại, hơn nữa còn có thiên phú trận đạo xuất sắc. Nhân tài như vậy đáng giá dùng đãi ngộ tối cao lôi kéo, thậm chí có thể liệt vào hàng ngũ nhân tuyển phu quân tương lai. Lúc này, huynh đệ tiết hải, tiết chiến khiếp sợ, khốn kiếp, tộc thúc không thể thu thập Lăng Hàn. Bọn họ ngạc nhiên, bọn họ nhìn Lăng Hàn, nhìn người trẻ tuổi trước mặt không khác gì yêu quái. Sinh đan đấu chú đỉnh, lại còn trấn áp đối phương. Tiết Bang Nguyên kêu thảm thiết, Tam Tương Bảo Bình trận có thể luyện hóa sinh đan cảnh, mặc dù hắn là sinh đan hậu kỳ, nhưng hắn chỉ là một tên đạo đồng, thiên phú võ đạo không quá xuất sắc, chỉ có thể nói thực lực đúng quy củ, căn bản không có lực phá trận thoát ra. Chương 4282, giáo chủ xuất thủ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiết Bang Nguyên càng lúc càng lớn, tất cả mọi người sợ hãi. Chẳng lẽ Lăng Hàn muốn luyện hóa Tiết Bang Nguyên hay sao? Nói ra sẽ không có người tin tưởng. Một chú đỉnh, chẳng những đánh bại sinh đan, còn chém giết. Đây không phải chuyện đầm rồng hang hổ hay sao? Hơn nữa, sau lưng tiết băng nguyên còn có một vị cường giả cấp giáo chủ, người không sợ liễu tam quân tức giận hay sao? Tiểu tử, dừng tay, mau dừng tay, tiết băng nguyên kêu thảm thiết, hắn thật sự không gánh nổi, nếu liều chết như thế, hắn sẽ bị luyện hóa. Lang Hàn lại làm như không nghe thấy, thân nhân bằng hiếu chính là nghịch lân của hắn, cho nên một khi có người chọc vào, hắn nhất định phải đánh trả, làm cho tất cả mọi người biết, đây là giới hạn thấp nhất không thể vượt qua. Tiết Bang Nguyên không nghĩ tới lăng hàn ác như vậy, thật sự muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn bất đắc dĩ, đành phải cầu cứu Liễu Tam Quân. Ban đầu hắn không muốn liên lạc với Liễu Tam Quân, nào có chủ nhân đi chùi đít cho nô tài. Lại nói, hắn đường đường sinh đan cảnh, hắn không thể giải quyết chú đỉnh cảnh, với tính tình nóng này của Liễu Tam Quân ấy, về sau sẽ cho phép hắn đi theo hay sao. Cho nên... Trước đó hắn vẫn muốn dựa vào sức một mình thoát khốn, hiện tại hắn không thể xông ra ngoài, cầu xin tha thứ chính là kết quả duy nhất, hắn đành phải vận dụng một chiêu cuối cùng. Còn sống mới có hy vọng, chết đi sẽ thành không. Lăng Hàn cười lạnh, hắn di chuyển quanh trận pháp, nhìn thì hắn rất vị ý, nhưng mỗi một bước chân đều ẩn chứa thần niệm dẫn động thiên địa đại thế. Với thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên không có khả năng rời bước thành sinh đan đại trận, nhưng trận pháp đã thành, hắn chỉ cần cố thêm chút lửa thì dễ hơn gấp trăm lần. A à, A à, a, à, Tiết băng Nguyên kêu thảm thiết lớn hơn trước, hơn nữa càng thê lương hơn xưa. Hắn cảm giác mình sắp không được. Mấu chốt là Liễu Tam Quân đang lĩnh hội, tìm kiếm thời cơ đột phá tôn giả. Một khi tiến vào trạng thái minh tường, hắn sẽ dễ dàng tỉnh lại hay sao? Lão tổ, lão tổ, cứu ta! Hắn thông qua liên tiếp khí liều mạng cầu cứu, nhưng rất nhanh ba liên tiếp khí rất xuống, nó bị trận pháp dung luyện hỏng. Hắn tuyệt vọng, năng lượng kinh khủng đang luyện hóa hắn cũng hòa thành một thể với thiên địa đại thế. ông đúng lúc này một đạo khí thế kinh khủng lưu truyền tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt một lão giả tóc bạc xuất hiện trên gương mặt chữ điển mang theo uy áp đáng sợ liễu tam quân đại năng cấp giáo chủ hắn xuất thủ chỉ một chảo đã đánh tan bảo bình trận thành mảnh vụn đại trận sinh đan cảnh làm sao có thể địch nổi một kích của đại năng cấp giáo chủ nhưng đã chậm tiết băng nguyên trong trận đã hóa thành một đống xương khô ngay cả như vậy Liễu Tam Quân còn có thể dễ dàng bắt được trên thi thể có mảnh vụn oán niệm. Ai dám giết đạo đồng của lão phu?" Liễu Tam Quân hỏi, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh, cho dù là chú đỉnh thì như thế nào, người nào cũng run rẩy, trên bầu trời có mảnh băng vụn rơi xuống. Đây chính là cường giả cấp giáo chủ, một ý niệm có thể ảnh hưởng thiên địa, giận dữ có thể máu chảy thành sông. "Lão tổ!" Tiết Chiến lộn nhào lao đến, Tiết Bang Nguyên là tộc thúc của Vãn Bối, ta tên là Tiết Chiến, tộc thúc của ta bị ác tử này giết chết. Hắn chỉ về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo oán độc, càng có một tia sáng. Tiết Bang Nguyên chết trong tay Lăng Hàn, chẳng những có thể mượn nhờ Liễu Tam Quân giết chết Lăng Hàn, nếu mình biểu diễn tốt, có khả năng sẽ kéo quan hệ với Liễu Tam Quân. Cho nên, đây là một hồi kỳ ngộ, Tiết Hải cũng không ngu ngốc, đồng thời chạy ra, hắn quỳ xuống kể tội ác của Lăng Hàn. Trong miệng hai huynh đệ bọn họ, tất cả đều là Lăng Hàn không đúng, chính hắn ức hiếp bọn họ, sau khi bọn họ mời Tiết Bang Nguyên hiện thân, cũng bị Lăng Hàn lấy trận pháp sát hại. Đúng là đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, nhưng sắc mặt Liễu Tam Quân càng ngày càng khó coi, cho dù chỉ cần tin tưởng một chút xíu, lại thêm thi thể tiết băng nguyên nằm ở đó, đều đủ làm hắn phẫn nộ muốn giết người. Thật sự can đảm, Liễu Tam Quân lạnh lạnh nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Cho dù ngươi thiên phú tuyệt luân nhưng dám làm sằng làm bậy, ngày sau sẽ biến thành đại hại, ta sẽ trừ ngươi. Hắn đưa tay lên, năng lượng vô tận hội tụ, hóa thành bàn tay khổng lồ đánh về phía Lăng Hàn. Đây chính là cường giả cấp giáo chủ xuất thủ, dù Lăng Hàn có yêu nghiệt gấp trăm lần cũng vô dụng, hoàn toàn không cách nào địch nổi, trừ phi hắn vận dụng thiên đạo hỏa trong hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng Lăng Hàn không có, bởi vì một bóng người lao tới, kịp thời ngăn cản một kích này. Nhan Đông, người có ý gì? Liễu Tam Quân lạnh lùng hỏi, cái người ngăn cản chính là Nhan Đông. Nhan Đông cười ha ha, lão phu đến điều giải hiểu lầm, hiểu lầm, Liễu Tam Quân cười lạnh, Nói: "Đạo đồng của ta chết ở đây, chẳng lẽ là mắt của ta sai lầm?" Nhan Đông vẫn cười tủm tỉm, nhưng trong lòng lại thầm trách Lăng Hàn làm quá nóng, lại còn giết người. Nhưng một phương diện khác hắn cũng tán thưởng Lăng Hàn không thôi, chú đỉnh giết sinh đan, có bao nhiêu người làm được? Chỉ là một đạo đồng mà thôi, cũng không phải đệ tử chính thức, theo Nhan Đông thấy, việc này không có gì cả, hiện tại vấn đề là mặt mũi của Liễu Tam Quân, chỉ cần Liễu Tam Quân không cảm thấy mất mặt, chuyện này sẽ dễ xử lý. Lăng Hàn đến đây xin lỗi liễu trưởng lão hắn ngoắc lăng hàn vâng lăng hàn cung kính nhanh chân đi đến bên người nhan đông sau đó chắp tay với liễu tam quân vãn bối nhất thời thất thủ giết lầm đạo đồng của liễu trưởng lão nguyện ý bồi thường 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 em gái ngươi liễu tam quân suýt tức chết hắn đường đường đại năng cấp giáo chủ hắn sẽ quan tâm một chú đỉnh cảnh bồi thường ngươi có thể thường cái gì cho dù thường cả tính mạng hắn cũng không quan tâm được rồi đây là xin lỗi hay chào phúng Tốt, 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 hắn lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Đông, nói: "Ngươi nhất định phải quản." Nhan Đông hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nhưng hắn cực kỳ khéo đưa đẩy, nói: "Đều là chuyện trong thánh địa, đều là đệ tử thánh địa, không cần xúc động." Liễu Tam Quân làm như không nghe thấy, chỉ vào tiết chiến nói: "Tốt, trong thời một tháng, lão phu sẽ chỉ điểm người này, sau đó đánh sinh tử chiến với tiểu tử kia." Sinh tử chiến, đó là trận chiến không chết không thôi. Liễu Tam Quân nhìn về phía Tiết Chiến, người có dám hay không? Tiết Chiến một cắn răng nói, dám. Việc này là cơ hội, Liễu Tam Quân sẽ dùng thủ đoạn siêu phàm trong vòng một tháng tăng cường thực lực của hắn. Đây là thiên đại tạo hóa. đương nhiên, cũng có khả năng là một trận đau đớn. Trong một tháng muốn thực lực của mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, không trả giá là không thể nào. Liễu Tam Quân lại nhìn về phía Lăng Hàn, người có dám hay không? Nhan Đông nháy mắt với Lăng Hàn, ra hiệu Lăng Hàn không nên đồng ý ngược lại tiết băng nguyên cũng không phải đệ tử thánh địa, chết thì chết chứ sao. Tốt, Lăng Hàn từ tốn nói, chương 4283, sinh tử đấu. Nhàn đông muốn mắng người, người đáp ứng cái gì chứ, chẳng lẽ người không biết, một vị cường giả cấp giáo chủ có thủ đoạn kinh người đến cỡ nào, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra quái thai. Nhưng Lăng Hàn đã đáp ứng, hắn có thể nói cái gì? Tốt, rất tốt, Liễu Tam Quân gật gật đầu, sau đó ngoắc tiết chiến. Người đi theo ta, vâng, lão tổ tiết chiến vui mừng quá đỗi nếu liễu tam quân định ra kỳ hạn một tháng chẳng phải thân phận và địa vị của hắn sẽ tăng lên rất cao hay sao cho nên hắn sẽ thoát thai hoán cốt trong một tháng cường đại đến mức nghiền ép lăng hàn đây là thiên đại tạo hóa hắn vội vàng hấp tấp theo sát liễu tam quân tiết hải không ngừng hâm mộ nhưng không có biện pháp ai bảo hắn chỉ là chút cơ cảnh ai người thật sự xúc động tại sao đáp ứng chứ nhàn đồng vẫn không nhịn được oán trách lăng hàn hắn thật sự thưởng thức thiên tài đan đạo hơn nữa lăng hàn còn hiểu trận pháp hắn càng xem trọng thiên tài như thế người cũng đã biết sinh tử chiến cấm dùng tất cả ngoại lực pháp khí phù binh trận pháp các loại đều là không cho phép vận dụng lăng hàn thật không biết nhưng hắn không quan tâm trong tình huống không cần ngoại lực hắn sợ cái gì một tháng sau tiết chiến có thể trở thành sinh đan cảnh không có khả năng cho dù là cường giả cấp giáo chủ cũng làm không được đổi thành thánh nhân còn tạm được có đổ ước như vậy, nó càng khích lệ ta tiến lên. Lăng Hàn đưa ra một lý do, đương nhiên hắn cũng không nói ra ý tưởng chân thật, đây là cơ hội quang minh chính đại giết tiết chiến. Nhàn đông im lặng, người chỉ là một đan sư, hiện tại lại thêm một thân phận trận sư, nhưng nói đến võ đạo, người thật có lợi hại như vậy sao? Ai, không thể nói với tiểu tử ngươi cái gì? Hắn thở dài nói, người cũng đã biết, cường giả cấp giáo chủ có thể thay chú đỉnh cảnh tạo nên tiên đỉnh. Mặc dù thời gian tiếp tục không lâu, nhưng dùng để đánh một trận là dư xài. Tại sao cần thời gian một tháng? Lăng Hàn hiếu kỳ, nhan đông vô ý thức xứng sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trừ phi, liễu tam quân muốn giúp tiết chiến tạo nên không chỉ một tiên đỉnh. Loại thủ đoạn này có thể trợ giúp chú đỉnh đột phá, bởi vì cho dù tu ra một tòa chưa vững chắc, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cũng có thể giúp võ giả bắt được cơ hội, có thể lĩnh mộ một chút. Nhưng việc này cần một tiên đỉnh là đủ rồi, nhiều vô ích, hơn nữa, việc này phi thường tổn thương nguyên khí người thi thuật, làm cường giả cấp giáo chủ ăn nhiều chết no. Cho nên, Liễu Tam Quân đưa ra kỳ hạn một tháng. Hắn cũng không chỉ muốn giúp Tiết Chiến tạo nên một tiên đỉnh, mà là mấy cái, từ đó giúp hắn có thực lực vượt qua lăng hàn. Việc này cũng chỉ có cường giả cấp giáo chủ mới dám làm, thủ đoạn như thế quá nghịch thiên. Tiểu tử, người nhận thua đi, không tham gia đổ ước. Nhan Đông vội vàng nói, một thiên tài nghiên cứu đan đạo, thế lực càng lớn càng cần đan sư vĩ đại, đây là một trong các tiêu chuẩn cân nhắc thế lực mạnh yếu. Lăng Hàn chỉ cười nói, cảm ơn nhan trưởng lão quan tâm, nhưng đánh nhau cùng cấp, ta không sợ bất cứ kẻ nào. Câu nói này, hắn nói như chém đinh chặt sắt, tự tin bay lên. Nhan Đông cũng say mê, đây là một loại tự tin, thậm chí lây nhiễm hắn. Hắn âm thầm quyết định, lần này Lăng Hàn đi tranh tài, nếu như không địch lại, hắn liều mạng không cần ra mặt cũng phải bảo hộ Lăng Hàn. Bởi vì hai vị trưởng lão đều ra mặt, chuyện hôm nay tạm thời nguội xuống thánh địa không nói ai đúng ai sai nhưng sau một tháng khẳng định sẽ thu sổ sách quy củ chính là quy củ không có quy củ không thành phương viên đám người đại hắc cẩu lâm lạc đều bận tâm một vị cường giả cấp giáo chủ lòng tin tràn đầy quyết định đổ ước kỳ hạn một tháng làm sao có thể thua cho nên đến lúc đó thực lực tiết chiến khẳng định sẽ biến hóa long trời lở đất tuyệt đối phải cẩn thận ta biết lăng hàn gật gật đầu nói trong một tháng này ta cũng sẽ tranh thủ đột phá. Chú đỉnh cực hạn là cửu đỉnh, nhưng người có thể tu đến bước này ít đến đáng thương, chẳng những cần thiên phú bản thân, còn cần cơ duyên kinh người. Cho nên, Lăng Hàn tuyệt đối không tin tưởng ngoại lực có thể giúp Tiết Chiến đi đến một bước này. Vậy hắn giả định Tiết Chiến có thể trở thành bát đỉnh, đây là hạn mức cao nhất của đối phương. Hắn hiện tại là tứ đỉnh, diệt thất đỉnh không khó lắm, đối với bát đỉnh, có lẽ không địch lại, nhưng muốn bảo mệnh cũng không phải việc khó. Nhưng bảo mệnh xưa nay không phải là truy cầu của Lăng Hàn, hắn muốn là thắng lợi. Cho nên, nếu như hắn còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới ngũ đỉnh, cho dù tiết chiến có thể trú ra bát đỉnh, hắn cũng có nắm chắc đánh chết đối phương. Tất cả mọi người động viên Lăng Hàn, đồng thời an ủi hắn, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, bởi vì hắn chẳng khác gì đang đấu pháp với cường giả cấp giáo chủ, cho nên nhận thua cũng không ai cười nhạo hắn. Nghĩ trong vòng một tháng đột phá ngũ đỉnh, khó, bước vào tiên đồ, đừng nói vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tiến một bước nhỏ trong tiểu cảnh giới cũng tốn thời gian rất lâu, động một chút đều dùng năm để tính, cho nên, nghĩ trong vòng một tháng đột phá ngũ đỉnh, chuyện này không khác gì mơ mộng hảo huyền. Trong tình huống bình thường, Lăng Hàn cũng không dám suy nghĩ như thế, nhưng hắn hiện tại biết một dược diền, hơn nữa không có đề phòng. Hắn quyết định đi trộm thuốc, trộm là hành vi không đúng, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, sau khi Lăng Hàn tu thành đại đạo, hắn sẽ đền bù một phen trong tình huống đặc biệt và đặc thù, không cần câu nệ hình thức. Đêm đó, Lăng Hàn lặng lẽ đi tới giếng cạn, sau khi tiến vào, hắn liền phủ thêm ra hư không thú, đi tới dược biên. Hắn tìm một vòng, tìm được vài tiên dược có thể gia tăng tụ vi, chúng cũng không thành thục. Đành phải xin lỗi rồi, không có thành thục, công hiệu sẽ kém một chút, nhưng khẳng định sẽ có hiệu quả. Lăng Hàn hái ba quả trái cây, hắn trở về chỗ ở, sau đó ăn luyện hóa, tu vi lập tức tăng lên như bay. Đan dược có độc, ăn phục vô ích, ngược lại sẽ có hại, nhưng thiên tài địa bảo không có băn khoăn như vậy, số lượng của chúng quá ít, căn bản không có khả năng phục dụng vô hạn. Lăng Hàn quyết định, ngày mai lại đi dạo lần nữa. Thời gian trôi qua, Lăng Hàn tiến bộ mỗi ngày, tin tức hắn đánh sinh tử chiến với tiết chiến cũng truyền khắp thánh địa, thật nhiều người tỏ ra hứng thú, lúc đó nhất định phải đi tham gia náo nhiệt, nhưng cũng có chút người biểu hiện chẳng quan tâm, ví dụ như Lâm Thất, ví dụ như Cam Bình, bọn họ 100 cái xem thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn chỉ mượn dùng ngoại lực, luận thực lực bản thân, hắn chỉ là tứ đỉnh phổ thông mà thôi. Đây là ghen ghét trần trụi, bởi vì Lăng Hàn đã giết một tên sinh đan cảnh, còn có chú đỉnh nào làm được? Đã làm không được, như vậy chỉ có thể trêu chọc. Chương 4284, ngũ đỉnh, Lăng Hàn cũng không tiến hành đánh trả, đối phó loại người này, thủ đoạn tốt nhất chính là đánh, đánh nằm xuống sẽ làm đối phương phục. Năm ngày, 10 ngày, nửa tháng, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khoảng cách kỳ hạn một tháng cũng càng ngày càng gần Không có ai biết tiết chiến hiện tại cường đại đến cỡ nào Bởi vì hắn vẫn ở chỗ liễu tam quân Chỗ ở của đại năng cấp giáo chủ Ai dám xông loạn Nhưng theo Lâm Thất lộ ra Hắn đã từng bị liễu tam quân mời vào Tiến hành luận bàn với tiết chiến Tin tức truyền ra Tất cả mọi người hiếu kỳ Nhao nhao tìm hiểu Lâm Thất Hiện tại thực lực tiết chiến đạt đến tình trạng gì Lâm Thất không có nói thẳng Chẳng qua lăng hàn chết chắc Câu này còn chưa đủ sao Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, trong suy nghĩ của hắn, cho dù tiết chiến là thành bát đỉnh, như vậy bát đỉnh đánh ngang thậm chí đánh bại lâm thất thì có gì kỳ quái. Hiện tại vấn đề là, huyệt cư nhân đã ý thức được có đồ vật đang ăn trộm tiên dược, đã tăng cường phòng vệ, Lăng Hàn hôm qua đi trộm thuốc kém chút bị phát hiện, bởi vì thình lình có một cường giả chân ngã cảnh xuất hiện. Lại nghĩ trộm thuốc, độ khó rất lớn, không có biện pháp, ai bảo Lăng Hàn đi trộm mỗi ngày, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Còn tốt chính là, Tu Vi Lăng Hàn đã tiếp cận tứ đỉnh đỉnh phong. Hắn không tiếp tục đi trộm thuốc, mà là chuyên tâm tu luyện, trừ nửa giờ lúc mặt trời mọc, hắn đều dùng thời gian tu luyện, mặc dù hiệu suất sẽ thấp hơn trăm lần, nhưng chân ngối lại nhỏ cũng là thịt, trong tình huống hiện tại, hắn cần tranh thủ thời gian. Lại qua 7 ngày sau, Lăng Hàn đã đạt tới tứ đỉnh đỉnh phong. Có thể xung kích ngũ đỉnh, đã đạt được điều kiện cơ sở, có thể đột phá còn phải có thời cơ, không phải nói đột phá là có thể đột phá lăng hàn đi lên tinh võng chiến đấu muốn tìm kiếm linh cảm trong chiến đấu bước ra một bước then chốt kia một ngày hai ngày ba ngày lăng hàn không hề có tiến triển giống như hắn chỉ có thể tu đến tứ đỉnh đây chính là cực hạn của hắn lăng hàn không tin cái tà hắn không có chiến đấu mà là bế quan minh tưởng hắn quên đi tất cả không còn xoắn suýt chiến đấu mấy ngày sau hắn nhớ lại hình ảnh trưởng thành của bàn thạch tổ vương đó là tình cảnh ầm ầm dậy sóng đột nhiên hắn có linh cảm bắt đầu lăng hàn uống một ngụm linh thạch nhũ ngồi xếp bằng sung kích ngũ đỉnh hắn còn ăn một viên đỉnh tâm đan trong đầu của hắn xuất hiện hư ảnh tiên đỉnh mặc dù là hư ảnh nhưng có thể làm tham chiếu đi cấu chú tiên đỉnh thứ năm đến sinh mệnh tinh nguyên ngưng tụ hóa thành tiên đỉnh hạch tâm sau đó dựa vào đây làm cơ sở không ngừng lớn mạnh hai ngày sau đó đột phá hoàn thành trong thức hải của lăng hàn ngũ đỉnh đã thành nó chìm nổi và bạo phát tiên khí nhưng chỉ có thân đỉnh cũng không chân vạc Mặc dù mới là ngũ đỉnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của ta oanh bại bát đỉnh không thành vấn đề, cho dù gặp cửu đỉnh, tin tưởng cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, đương nhiên, tu ra tiên đỉnh càng nhiều, thiên phú càng cao, như vậy, chiến lực của thiên tài càng mạnh. Có thể tu đến cửu đỉnh, nhìn khắp toàn bộ đại vũ trụ, cùng một thời kỳ có thể có mấy người. Cho nên, dạng này người tất nhiên có chiến lực nghịch thiên, Lăng Hàn cũng không dám khoe khoang rằng nhảy mấy cái tiểu cảnh giới còn có thể chiến thắng ví dụ như vạn đạo phá thiên bọn họ đều là quái vật giống như hắn muốn kém hai ba tiểu cảnh giới chiến thắng bọn họ làm sao có thể chứ nhưng mà tiết chiến ha ha loại người đột phá tốc hành hơn nữa còn dựa vào người khác trợ giúp đột phá tạm thời hắn làm sao so sánh với đám người kia đừng nói chuyện khác cho dù là ngô khởi nguyên vũ văn thiên cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm khoảng cách sinh tử chiến còn ba ngày lang hàn xuất quan hắn lắc lư trong thánh địa hắn vô cùng thong dong trong thánh địa có cất giấu nhiều bí pháp, cho nên, hắn vừa mới đột phá, lại không thể tiến mạnh, cần thư giãn một tí, vừa vặn dùng để tầm bảo. Vận khí của hắn bắt đầu tốt lên, thời gian ba ngày ngắn ngủi, hắn tìm ra trong khe đá, hồ cá, còn có quy luật núi lửa phun trào, hắn đạt được mấy môn tiên thuật, chỉ tiếc đẳng cấp không phải quá cao, hiện tại bí pháp cấp giáo chủ thực sự không đáng đặt trong lòng hắn. Sau đó, tiếp qua một buổi tối, Lăng Hàn sẽ đánh với tiết chiến. Mặt trời mới lên, lăng hàn tu luyện nửa giờ theo thường lệ đây là việc xét đánh cũng không đổi hắn thu thập một chút đi ra ngoài cửa đi vào chân núi nhìn thấy đám người nữ hoàng hổ nữ lâm lạc còn có ngô khởi nguyên vũ văn thiên đang chờ hắn lăng hàn gật đầu với bọn họ hắn đi tới nơi quyết chiến đây là khu đất trống to lớn có rất nhiều người đang chờ toàn bộ thánh địa đều được đại năng gia cố cho nên đừng nói chú đỉnh cho dù là đại năng cấp giáo chủ xuất thủ tạo thành phá hư cũng cực kỳ có hạn cho nên sinh tử chiến cũng không cần tận lực dựng lên lôi đài. Quả nhiên, Lâm Thất và Cam Bình không tới, giống như muốn dùng tư thái nói với mọi người, bọn họ căn bản không coi trọng Lăng Hàn, không nghĩ lãng phí thời gian. Nhưng ba đại mỹ nữ đàm mộng lại tìm Lăng Hàn, Lăng Sư Huynh, nếu không có nắm chắc, không nên nghênh chiến. Giải nghênh thu nói, đúng thế, Lăng Sư Huynh đan, trận song tuyệt, không đáng động võ với người như thế. Giang Diệp Phỉ cũng phụ họa, đàm mộng tươi cười xinh đẹp, tiểu muội sớm chúc lăng sư huynh khải hoàn trở về nàng đã giao phong với lăng hàn với trí tuệ của nàng tự nhiên hiểu rõ ràng nếu gia hỏa này không có nắm chắc làm sao có thể đáp ứng đấu sinh tử với tiết chiến cho nên gia hỏa này khẳng định có át chủ bài phải biết trước đó nhan đông trưởng lão còn ra mặt thay hắn như vậy tiết chiến có thể đạt được liễu tam quân trợ giúp lăng hàn không được sao hổ nữ làm ra thái độ bảo hộ đồ ăn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn các nàng ba người các ngươi thật quái dị lăng hàn là của nữ các người nghĩ cũng đừng nghĩ lời này quá trực tiếp gương mặt ba nàng đỏ lên các nàng chính là quý nữ trên tuyệt sắc bảng không biết có bao nhiêu thiên tài đánh vỡ đầu chỉ vì gặp mặt các nàng người lại nghĩ lầm các nàng đang thân cận lăng hàn lăng hàn vẫn không nói gì xèo một tia sáng xuất hiện liễu tam quân tới trong tay hắn cầm theo một người đó là tiết chiến bắt đầu đi hắn nói chỉ là chú đỉnh mà thôi hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại làm gì lãng phí thời gian chứ? Tiết chiến bẻ bẻ cổ, giống như đang hoạt động gân cốt, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Hàn. Ha ha, người có thể cản ta ba chiêu sao? Hắn tăng lòng tin rất lớn, được liễu tam quân trợ giúp, hắn ngưng ra năm tiên đỉnh, hắn đã trở thành cường giả bát đỉnh. Mặc dù sau trận chiến này, năm tiên đỉnh sẽ biến mất, nhưng vẫn còn lưu lại hạt giống, tương lai giúp hắn đột phá ngũ đỉnh thậm chí lục đỉnh. mươi 4285, quỳ xuống, đúng là tiểu nhân đắc chí Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi tính là thứ gì, có thể diễu võ dương oai ở trước mặt ta. Ha 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 ha, Tiết Chiến cười to, nói, ếch ngồi đáy giếng, ngươi không có đạt tới cấp bậc này, căn bản không có khả năng biết ta hiện tại mạnh cỡ nào. Hắn rỗi ra một ngón tay, bại ngươi, ngón tay là đủ. Lăng Hàn nói, thổi ra châu phá trời, cũng đừng giao thủ lại quỳ xuống, khi đó quá ném mặt mũi. Ánh mắt Tiết Chiến lạnh lùng, nói đến đấu võ mồm hắn thực sự không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho nên trực tiếp động thủ là được hắn một vạn cái tin tưởng mình thực lực của mình cường đại đến mức địch nổi sinh đan cảnh muốn chấn áp một tứ đỉnh còn không phải chuyện dễ dàng tốt trước tiên đánh ngã tiểu tử này sau đó chậm rãi nhục nhã hắn tiết chiến hạ quyết tâm hắn lao về phía lăng hàn vừa đi hắn vừa xuất ra tiên đỉnh một cái hai cái ba cái bốn cái thời điểm hắn thả ra bốn tiên đỉnh làm đám người kinh hô tứ đỉnh tìm khắp tinh võng có thể tu ra tứ đỉnh chỉ có một ngàn thực lực như vậy đủ để đứng vào một ngàn vị trí đầu, cho dù đi tới đại giáo nào cũng có thể làm đạo tử. Nhưng vẫn chưa hết, tiết chiến lại thả ra tiên đỉnh thứ năm. Trời ơi, tất cả mọi người là kinh hô, ngũ đỉnh, ở cực hạn trên cơ sở lại làm đột phá, khó càng thêm khó. Cái này y nguyên không phải tiết chiến cực hạn, hắn thả ra sáu cái tiên đỉnh. Kỳ thật hắn rõ ràng có thể thả ra tất cả tiên đỉnh, nhưng vì đạt hiệu quả lớn nhất, hắn thả ra từng cái. Lúc này mới rung động, quả nhiên, tất cả mọi người kinh hô không thôi, lục đỉnh, chỉ sợ cam bình, lâm thất cũng chỉ có thực lực như thế. Ngay sau đó, tiên đỉnh thứ bảy hiển hiện, thất đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, khó trách cam bình sẽ nói lang hàn chết chắc, thất đỉnh, quá kinh khủng. Người cho rằng, đây chính là cực hạn của ta sao. Tiết chiến hét lớn một tiếng, tiên đỉnh thứ tám hiển hiện. Bát đỉnh, gần với cửu đỉnh đỉnh phong nhất, mọi người đều nhìn sang liễu tam quân, đây chính là thực lực cấp giáo chủ sao, chỉ một tháng đã làm thiên đỉnh tăng lên tới bát đỉnh. Không, tiết chiến có năm tiên đỉnh là bị liếu trưởng lão dùng lực lượng to lớn ngưng tụ ra, không bền bỉ. Thì ra là thế, bằng không hắn quá kinh khủng. Đây là tự nhiên, nếu tiên đỉnh có thể bị ngưng tụ như thế, bát đỉnh thậm chí cửu đỉnh có hiếm lạ như vậy sao? Cũng đúng, nhưng mà, dù sao cũng lạc ấn trong cơ thể tiết chiến. Ngày sau hắn muốn chú bước phát triển tiên đỉnh mới sẽ dễ dàng hơn người khác gấp trăm lần. Gia hỏa này gặp vận may, xem như nhân họa đắc phúc mọi người nghị luận ầm ĩ luôn có người nhãn lực cao minh kiến thức uyên bác nói ra tình huống chân thật của tiết chiến việc này càng làm người ta hâm mộ có lẽ tiết chiến cực hạn chỉ là tứ đỉnh nhưng trải qua ngày hôm nay gia hỏa này tương lai cực hạn có thể là ngũ đỉnh thậm chí lục đỉnh dù sao cũng làm đại năng cấp giáo chủ đại thương nguyên khí sao có thể chỉ ngưng tụ chiến lược đơn giản như thế tiết chiến hiện tại rất hăng hái đắc ý đến cực hạn chỉ cảm thấy tất cả nam tử hâm mộ hắn mà tất cả nữ tử đều ái mộ hắn lòng hư vinh của hắn bành trướng, còn không quỳ xuống, hắn quát lăng hàn khí thế mãnh liệt như sóng to gió lớn. nơi xa thật nhiều người cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. bọn họ hoảng sợ, cách xa như vậy, chính mình còn bị ảnh hưởng, thực lực gia hỏa này quả thực mạnh đến nghịch thiên. nhưng mà lăng hàn không nhúc nhích, tiết chiến lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này không bị ảnh hưởng. quỳ xuống, lăng hàn cũng mở miệng oanh sát khí xung kích đánh ra. Tiết Chiến cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó hàn ý bao phủ tâm thần, hắn không tự chủ quỳ xuống. Bang, cái quỳ cực nặng, âm thanh vang dội. Khốn kiếp, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngây người, Tiết Chiến rõ ràng uy phong bát diện, tu vi bát đỉnh không nói đánh khắp chú đỉnh vô địch thủ, nhưng trước mắt người có thể thắng hắn lại không nhiều nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiết Chiến đã quỳ xuống, làm sao có thể không làm người ta sợ hãi? Nhưng ba đại vư vật đàm mộng dùng ánh mắt đầy hào quang nhìn lăng hàn, các nàng sợ nhất chính là lăng hàn trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù thu người như vậy làm thủ hạ, đồng bạn hợp tác hay là vị hôn phu, tất cả đều phiền phức không gì sánh kịp. Hiện tại đã chứng minh, lăng hàn không phải cuồng ngạo, hắn có thực lực như thế. Đây gọi là tự tin, sắc mặt liễu tam quân tối tăm, hắn tân tân khổ khổ một tháng, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên khí tự thân, hắn tăng cường thực lực tiết chiến lên tới bát đỉnh, vốn cho rằng có thể trả đạp lăng hàn, cứu danh dự của mình, ai ngờ còn chưa giao thủ, Tiết Chiến đã quỳ xuống. Như vậy còn đánh cái gì? Tiết Chiến lập tức nhảy lên, sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi lại dùng pháp khí, hèn hạ vô sỉ. Không như vậy, tại sao một tứ đỉnh dựa vào cái gì làm thần hồn hắn thất thủ? Mọi người nghe xong, đều là hoài nghi, đúng vậy, đây là việc không thể tưởng tượng nổi, tứ đỉnh có thể mạnh như vậy sao? Đừng tìm mất mặt, còn không xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Liễu Tam Quân lại trầm giọng quát. Có dùng pháp khí hay không, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng. Thật sự mất mặt, tài nghệ không bằng người, lại còn nói người ta dùng pháp khí, mất mặt còn nhiều hơn cả quỳ xuống. Nghe Liễu Tam Quân nói chuyện, mọi người hiểu rồi, Lăng Hàn không có pháp khí, nếu không Liễu Tam Quân khẳng định sẽ xuất thủ trước tiên. T, không cần pháp khí, chỉ dựa vào thực lực chân thật, Lăng Hàn có thể làm bát đỉnh quỳ xuống, việc này quá kinh khủng. Không chỉ ba đại vưu vật đàm mộng, hiện tại mỗi nữ đệ tử nhìn về phía Lăng Hàn với ánh mắt ái mộ hận không thể lập tức hiến thân cho hắn tiết chiến cắn răng hắn hét lớn và xông về phía lăng hàn tu vi bát đỉnh phát động hắn giống như đại ma vương đáng tiếc là lăng hàn trừng mắt một cái ba tiết chiến lại quỳ xuống việc này tất cả mọi người bó tay rồi người đến quyết chiến hay đến quỳ dập đầu tiết chiến lại giống một tiếng hắn tung người giết tới lăng ba lại quỳ tiết chiến lần quỳ xuống việc này trình diễn liên tục cảm giác thật buồn cười Mọi người cảm thấy lúc này không giống sinh tử chiến, rõ ràng là đến đây xem xiếc. Tiết chiến vô cùng phẫn nộ, cho dù hắn đại phát thần uy đánh lăng hàn thành cặn bã, về sau cũng sẽ biến thành trò cười, không ngừng bị người ta lấy ra chế diễu. Cho nên, sát khí của hắn ngút trời, hắn chỉ có một suy nghĩ bầm thây lăng hàn thành vạn đoạn. chương 4286, đánh giết chính diện. Lăng hàn, người dám đánh chính diện với ta một trận. Tiết chiến khích tướng, đối phương dùng thủ đoạn kỳ dị, mặc dù hắn có phòng bị nhưng vẫn phải quỳ xuống đương nhiên đây là công kích thần thức trừ phi bản thân ý chí kiên định như sắt bằng không chỉ sợ cấp bậc chú đỉnh chỉ có truyền nhân phật tộc mới có thể đối kháng lục tự minh vương chú có hiệu quả phòng ngự thần thức rất mạnh lang hàn cũng không muốn đối phương biến thành khỉ làm siếc thản nhiên nói xuất thủ tiết chiến khích tướng thành công hắn cười lạnh chỉ cần cho hắn phát huy chiến lực bát đỉnh hắn có thể nghiền ép tứ đỉnh chết hắn lao tới và đánh ra một quyền sinh tử chiến cấm dùng tất cả vật ngoài thân nhưng không sao nắm đấm của hắn có thể nghiền sát tất cả lăng hàn quát một tiếng cũng đấm ra một quyền bành hai nắm đấm va vào nhau sóng năng lượng bạo phát và hóa thành một đám mây hình nấm bay lên trời nhưng mặt đất quá kiên cố cho dù công kích cũng không thể đánh ra hố sâu ánh sáng lóe sáng lăng hàn và tiết chiến đều lui lại cái gì tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình trước đó tiết chiến liên tiếp quỳ xuống mọi người suy đoán lăng hàn nắm giữ một môn bí pháp niệm lực cường đại nhưng dụng bí lực đối kháng tất cả mọi người nhìn rõ ràng nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì hai người cân sức ngang tài chuyện này sao có thể bát đỉnh không thể nghiền ép tứ đỉnh về mặt sức mạnh việc này còn thiên lý hay không liễu tam quân cũng phải nhìn kỹ lăng hàn nguyên bản hắn khinh thường đi chú ý một chú đỉnh nhưng bây giờ hắn đột nhiên hiếu kỳ về người trẻ tuổi trước mặt với thực lực cấp giáo chủ của hắn cũng nhìn rõ ràng, bên trong thức hải lăng hàn có 5 tiên đỉnh, có một cái chỉ có thân đỉnh. Ngũ đỉnh sơ kỳ, kém 3 đỉnh, lại không rơi vào hạ phong. Mặc dù tiết chiến có ngũ đỉnh đều là giả, nhưng uy thế như thế không khác gì bát đỉnh. T. Liễu Tam Quân lại nhìn, hắn nhìn thấy cái gì? Tiên đỉnh hình thái tảng đá, ngũ hành tiên đỉnh, trừ thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba loại tiên đỉnh ra, có chút thiên tài dựa vào cơ thạch làm trụ cột, thời điểm đúc tiên đỉnh đã dung nhập vật chất đặc thù, thậm chí là huyết mạch giúp tiên đỉnh biến dị, bởi vậy sẽ có hỏa diễm tiên đỉnh, băng xương tiên đỉnh các loại, thạch tiên đỉnh cũng không kỳ quái, có lẽ Lăng Hàn có tiên thiên thần thể thuộc tính thạch. Nhưng hắn nhìn kỹ, lập tức phát hiện không đúng, đây không phải thạch tiên đỉnh phổ thông, mà là tràn đầy khí tức trí cao vô thượng, giống như vương giả trong tiên đỉnh. T, lại có người đúc ra tiên đỉnh như thế, Liễu Tam Quân sinh ra tâm quý tài, hắn đời này vô vọng đột phá tôn giả. Nhưng nếu có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử cấp bậc tôn giả cảm giác thành tựu không kém gì mình đột phá tôn giả. Thậm chí, hắn cảm thấy Lăng Hàn tương lai không chỉ là tôn giả, thậm chí có cơ hội thành thánh. Hắn không dám nghĩ thành đế, việc này chẳng những cần thiên phú, còn phải có đại cơ duyên, đại khí vận, giống như cửu dương thánh nhân lúc trước danh xưng thánh nhân mạnh nhất, nhưng còn không phải bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương. Làm sao có thể, tiết chiến giống to, hắn không tin, không có gì không thể nào, Lăng Hàn thản nhiên nói, trong vòng ba chiêu, tiến ngươi lên đường. Ha ha, ngươi nằm mơ đi. Tiết chiến cười lạnh, sát ý sôi trào. Lần này nhất định phải xử lý Lăng Hàn, bằng không thực lực của hắn sẽ biến mất, mà Lăng Hàn vẫn mạnh như thế, chẳng phải sau này hắn sẽ bị Lăng Hàn ức hiếp thảm hại. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất, giết, sinh tử chiến, giết người không trách. Hắn hét lớn một tiếng, câu thông năng lượng tầng thứ cao, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ giống như hỏa thần. Chết đi, hắn vận chuyển tiên thuật cường đại, đấm ra một quyền, lực quyền hóa thành một hỏa điều to lớn, toàn thân đầy ký hiệu và bay về phía lăng hàn lăng hàn không sợ trực tiếp nghênh đón hỏa diều bành hắn đánh ra một quyền hỏa diễu tan nát hắn giết tới hắn vận dụng chỉ xích thiên nhai chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tiết chiến hắn phát động đại la thiên bảo thuật đồng thời có hỏa diễm quấn quanh bành tiết chiến bị đánh bay ra ngoài hắn vội vàng bò dậy vừa định xuất thủ hắn hoảng sợ phát hiện hỏa diễm thiêu đốt thân mình hắn vội vàng muốn hủy diệt hỏa diễm lại phát hiện ngọn lửa này ngoan cố không gì sánh kịp hắn không thể dập lửa. Hắn hoảng hốt, nhưng hắn chưa có chủ ý gì khác, Lăng Hàn đã xông tới. Vẫn dùng đại la thiên bảo thuật, hai tay Lăng Hàn hóa trưởng hóa quyền hóa vuốt, diễn hóa thành tuyệt học kim gia, liên tiếp công kích, tiết chiến bị hắn đánh chết. Lăng Hàn thở dài, nếu hắn dùng chiến thần tam thức, hẳn dùng một kích là có thể giải quyết. Quả nhiên, bảo thuật cấp tôn giả cấp và thánh thuật tranh lệch quá lớn. Nhưng những người khác cảm thấy ra đầu tê dại, hoàn toàn nói không ra lời. Một bát đỉnh, hắn bị lăng hàn oanh sát chính diện quang minh chính đại không dùng cái gì khác t thực lực hắn kinh khủng cỡ nào cam bình lâm thất trước mặt lăng hàn những kẻ như vậy chỉ có thể quỳ xuống tất cả mỹ nữ đều ái mộ cho dù là ba đại vư vật đàm mộng cũng không ngoại lệ dạng nam tử như thế có ai không động tâm đan thuật cao minh thực lực trận pháp kinh người hiện tại lại có chiến lược bá khí vô song cho dù là quý nữ cũng thả rụt rè yêu thương như nước thủy triều không thể tự kiềm chế Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Liễu Tam Quân chỉ nhìn Lăng Hàn một cái, hắn không nói câu nào đã rời đi. Cổ quái, nhan đông trong đám người nói thầm, việc này không hợp tính cách Liễu Lão Quái, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, tránh Liễu Tam Quân thẹn quá hóa giận đánh chết Lăng Hàn, nhưng không có nghĩ đến Liễu Tam Quân lại rời đi. Lăng Hàn đi về, tất cả mọi người lao tới, cho dù là nam hay nữ, bọn họ vô cùng nhiệt tình. Lăng Sư Huynh, bọn họ tôn sùng từ cốt tủy, Lăng Hàn mỉm cười với mọi người, hắn không dừng lại, xuyên qua đám người và dẫn đám người nữ hoàng, hổ nữ trở về. Nữ hoàng kiêu ngạo, căn bản không để ý tới ai, hổ nữ xoay người lại làm mặt quỷ với ba nữ đàm mộng, ý là, lăng hàn là của nữ, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, làm thế có thể dọa lùi ba nữ đàm mộng hay sao? Đây chính là lang quân như ý ta muốn tìm, chẳng những đan, trận song tuyệt, hơn nữa thiên phú võ đạo chắc tuyệt, tương lai có hy vọng thành thánh. Đàm mộng nói thầm, hơn nữa, Gia hỏa này rất hào phóng, phải hiểu tư tưởng, đi cùng hắn, quãng đời còn lại sẽ rất thú vị. Giang diệt Phỉ, giải nghênh thu cũng có ý nghĩ như thế, ba nữ nhìn nhau, trong mắt đầy địch ý. Các nàng chưa từng gặp qua dung mạo của nữ hoàng cùng hổ nữ, cho nên mơ hồ không xem các nàng thành đối thủ, chỉ cảm thấy hai người trước mắt mới là kình địch lớn nhất. chương 4287, Đạo Tử Hậu Tuyển Giả Sau trận chiến này, Lăng Hàn danh chấn thánh địa, thậm chí danh tiếng lân át cam bình cùng lâm thất. Xem chiến tích của hắn ở trận diệt sinh đan, quyền bạo bát đỉnh, ai có thể sánh bằng. Nhưng Cam Bình và Lâm Thất nhanh chóng nhảy ra, bắt đầu tìm lý do. Trận diệt sinh đan, việc này không cần nói nhiều, dựa vào trận pháp mà thôi. Mà bố trí trận pháp cần nhìn hoàn cảnh thiên địa, loại đại trận kia cần bố trí sớm, không thể làm tùy ý. A, à, người gặp nhau trong ngõ hẹp, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi 10 ngày bố trí trận pháp. Cho nên, ở cao thủ trong quyết đấu, năng lực này là phế. Thứ hai quyền bạo bát đỉnh, ha ha, tiết chiến có thể tính là bát đỉnh sao? Chẳng qua là cường giả ngưng tụ thành bát đỉnh, chiến lực chân thực có thể sánh bằng lục đỉnh, thậm chí là ngũ đỉnh. Cho nên, lăng hàn mạnh, nhưng còn kém xa mới có thể quét ngang chú đỉnh vô địch. Đương nhiên là bọn họ cố ý dèm pha lăng hàn, lại thêm bát đỉnh ít nhất cũng phải có chiến lực lục đỉnh đến thất đỉnh, lăng hàn hời hợt đánh chết tiết chiến, thực lực hắn mạnh thế nào. Người sáng suốt tự nhiên rõ ràng, nhưng cũng có chút người mù quáng, cho rằng bài danh tinh võng mới có quyền uy. Cam Bình cùng Lâm Thất bài danh bao nhiêu, mà Lăng Hàn bài danh bao nhiêu. Lăng Hàn lười so đo, hắn cũng chỉ có một câu, có đánh hay không, không đánh đừng nói nhảm. Cam Bình và Lâm Thất không có ứng chiến, làm ra vẻ khinh thường đánh một trận, trên thực tế, bọn họ cũng không có nắm chắc tất thắng, làm sao dám khai chiến chứ. Thánh địa cũng trừng phạt, Tiết Hải bị giam cấm đoán 5 năm, mặc dù Lăng Hàn là bị động phòng ngự, nhưng vẫn phá hư quy củ, hắn phải diện bích 3 tháng. Nhưng có một việc không tưởng tượng nổi chính là, có người biện hộ cho Lăng Hàn, biến diện bích 3 tháng thành diện bích 3 ngày. Người này chính là Liễu Tam Quân. Phải biết, phạt Lăng Hàn diện bích 3 tháng cũng là xem xét mặt mũi Liễu Tam Quân, nhưng không ai nghĩ tới, Liễu Tam Quân lại có thể biện hộ cho Lăng Hàn, pháp lệnh đường cũng thuận nước đẩy thuyền, cho Lăng Hàn một cái trừng phạt tượng trưng. Kết quả này ngay cả Lăng Hàn cũng không nghĩ tới. Giết đạo đồng và đệ tử Liễu Tam Quân phí tâm huyết bồi dưỡng ra, hắn còn biện hộ cho mình. Trăm mối vẫn không có lời giải. Được rồi, không biết cũng không sao, hắn cũng không phải con run trong bụng liễu tam quân. Cuộc sống yên tĩnh tiếp tục, nhưng bình tĩnh này lại có người đến đập phá. Trên thực tế, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng lăng hàn trôi qua cũng không nhẹ nhóm bởi vì nữ đệ tử giống như điên cuồng, mỗi ngày đều tới tìm hắn. Ba đại vưu vật đàm mộng cũng không ngoại lệ, từng nụ cười yếu ớt, mở miệng một tiếng lăng sư huynh, khách khí đến mức lăng hàn không tìm ra lý do tránh mặt. Mà nếu hắn cố ý đùa giỡn, ngược lại trung ý của ba nữ mỗi người làm ra vẻ tình trạng ý thiếp lang hàn lập tức biến chính nhân quân tử hắn không dám đùa dỡn các nàng nhưng hắn phiền muộn không thôi sắc trư lại như cá gặp nước nó lúc đầu sợ nhất chính là bị lang hàn bắt đi nhưng bây giờ nơi này mỗi ngày có mỹ nữ chiếu cố nó lập tức không rời đi sắc trư nhìn từ ngoài rất được tâm các nữ tử cho dù là đàm mộc, giang diệc phỉ hay là giải nghinh thu sau khi đến đều ôm sắc trư tiểu sắc trư rất hưởng thụ nước miếng chảy ròng Đại hắc cầu thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, dựa vào cái gì chỉ ôm sắc chư mà không ôm nó. Nó không phải hơi lớn một chút hay sao? Một ngày này, Lăng Hàn vừa mới tu luyện xong, hắn thấy một con chó nhỏ chạy tới. Phốc, hắn lập tức phun nước bọt, đây là đại hắc cầu biến thành, khoan hãy nói, thu nhỏ hình thể biến thành chó con đúng là có mấy phần đáng yêu. Lão hắc, người cũng nghĩ gạt người ôm chấm mút, Lang Hàn nhịn cười nói, thế nào, không được sao? Đại hắc cầu nói, nó không quen nhìn sắc chư cầu ra cảnh cáo ngươi, không cho phép chọc thủng bản tòa. Lăng Hàn lắc đầu, ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ không thành công. Phi, tiểu tử ngươi chính mình không muốn thì thôi vậy, không cho phép cản trở cầu ra tìm kiếm hạnh phúc. Đại hắc cầu không có nghe khuyên, được, theo ngươi, thời điểm giữa trưa, giải nghênh thu đi tới, đại hắc cầu thấy thế, nó ngoắt ngoắt cái đuôi chạy ra đón. Đến, ôm ta đi, ba, nó cảm thấy hoa mắt, nó bị một cước đạp bay. Khốn kiếp, đây là cái quỷ gì? một lần thất bại cũng không thể làm đại hắc cầu từ bỏ, nó lại tiếp tục. Thời điểm đàm mộng tới, nó nghênh đón lần nữa, cái đuôi lắc nhiều hơn, đồng thời hai mắt mở to, dáng vẻ càng đáng yêu. nhưng nghênh đón nó chính là một cước. vì sao? nó tiếp tục chiến đấu. lúc giang diệt phỉ đến, nó lại nghênh đón một cước tiếp. kết quả vẫn không có phát sinh biến hóa. vì cái gì? nó cuối cùng phàn nàn với lăng hàn, nói: cầu gia đã không biết xấu hổ biến thành chó con đáng yêu, tại sao không được? Lăng Hàn nhìn đồ lót sát trên người đại hắc cẩu, thứ này đang tỏa sáng, suy nghĩ có nên nhắc nhở nó hay không. Cho dù nó biến thành chó con đáng yêu, nhưng khi mặc đồ lót sắt lại biến thành hèn mọn, ai cảm thấy nó đáng yêu chứ? Được rồi, đại hắc cẩu ra mặt dày, đủ tiện, đả kích này không có khả năng làm ý chí của nó xa sút Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn trôi qua, nghênh đón một đại sự. Sắp chọn người hậu tuyển đạo tử và thánh nữ, chuyện này không cần chiến đấu, thánh địa trực tiếp quyết định 10 tên nhân tuyển, ngày sau sẽ chọn một người trổ hết tài năng trong bọn họ trở thành đạo tử hoặc là thánh nữ, tương lai sẽ cạnh tranh với đạo tử, thánh nữ khắp nơi, nói không chừng sẽ có một người sẽ trở thành đại thánh chủ. Mười người theo thứ tự là Lăng Hàn, Cam Bình, Lâm Thất, Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên, Thương Sơn, Hồ Minh, Giải Nghinh Thu, Giang Diệp Phỉ và Đàm Mộng. Việc này không phải cố định thì không thay đổi, tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến mười người này, thắng sẽ thay vào đó, từ đây bọn họ phải tiếp nhận người khác khiêu chiến thẳng đến cuối cùng sẽ thành đạo tử hoặc thánh nữ. Danh sách người ứng tuyển vừa ra, lập tức có khiêu chiến. Nhưng có thể bị thánh địa chọn lựa ra, 10 người này khẳng định đều là mạnh nhất hiện tại, tự nhiên không có ai xuống ngựa. Việc này làm Lăng Hàn kinh ngạc, ba nữ đàm mộng không phải bài danh tinh võng một hai ngàn sao, tại sao lại đứng trong 10 vị trí đầu. Xem ra, các nàng đã giấu nghề, thực lực chân thật vượt xa bài danh tinh võng. Nhưng hai ngày sau lại có đại sự xảy ra, Lâm thất bại, hắn bại bởi một người khiêu chiến. Làm sao có thể, với thực lực của lâm thất, hắn có thể xếp trước ba, tại sao lại bại? Đối thủ của hắn tên là Quách Hưởng, mặc dù cũng đột phá cực hạn đạt đến tứ đỉnh, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể đánh bại lâm thất. Nhưng một ngày sau đó, mọi người liền biết tại sao. Bởi vì lâm thất đưa ra khiêu chiến lăng hàn, ha ha, thì ra là thế, lâm thất muốn dùng loại phương thức này nhục nhã lăng hàn. Đuổi ngươi ra khỏi vị trí người hậu tuyển đạo tử, mặt mũi mất hết. Đối với khiêu khích như vậy, Lăng Hàn sẽ lựa chọn ứng chiến. Người tiện, ta đánh. chương 4288, chiến lâm thất. Lăng Hàn sắp đánh lâm thất. Tin tức này thông qua mạng lưới thánh địa, trong nháy mắt truyền vào trong tai mỗi đệ tử. Lúc này người người xúc động, muốn xem thử trận long tranh hổ đấu này. Đây không phải sinh tử chiến, cho nên được phép sử dụng pháp khí, nhưng bởi vì người khiêu chiến có thể lựa chọn thời gian và địa điểm, bởi vậy, việc này đã phế bỏ trận pháp của Lăng Hàn. Người đi đâu bày trận, có thể nói, Lâm Thất vẫn tương đối thông minh. Một bên là hậu duệ đế tộc, mặc dù không phải truyền nhân châu nhất của Lâm gia, nhưng trong cơ thể lại có đế huyết, hắn yếu hay sao? Bài danh 207 trên tinh võng, đây chính là chú thích tốt nhất về thực lực của Lâm Thất. Một bên là tân tinh sáng chói, xuất thân bình thường, nhưng thiên phú võ đạo khủng bố, dùng tứ đỉnh, ân, ngũ đỉnh, về sau thánh địa công bố tu vi của Lăng Hàn là ngũ đỉnh mà không phải tứ đỉnh, có thể xem như dùng thực lực ngũ đỉnh bại bát đỉnh, việc này vẫn thuộc về thần thoại trong giới võ đạo. Hai người này quyết đấu, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Sáng sớm, mọi người đi tới khu đất trống, chờ đợi hai người trong cuộc đến. Không bao lâu, nhìn thấy Lăng Hàn và Lâm Thất cùng đến, người nào cũng cùng đến, không nhiều một giây, không ít một giây. Lâm Thất chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào giữa sân, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Hắn vẫn biểu hiện không thèm ngó tới Lăng Hàn vì sao đột nhiên khiêu chiến Lăng Hàn. Rất đơn giản, mỹ nữ, hắn vẫn theo đuổi Giang Diệp Phỉ, Cam Bình lại để mắt tới Đàm Mộc, việc này không phải bí mật gì, nhưng Giang Diệp Phỉ lại lãnh đạm với hắn, làm như không thấy hắn ân cần, nhưng nàng lại tới chỗ Lăng Hàn mỗi ngày. Hắn có thể không điên lên hay sao? Cho nên, hắn mượn cơ hội này nhục nhã Lăng Hàn một trận, từ đó nói cho Giang Diệp Phỉ biết, mình mới là người đối phương yêu ái. Việc gì dính vào nữ sắc, cho dù là truyền nhân đế tộc như Lâm Thất, Bài danh tinh võng 207 cũng vắng đầu, sẽ không tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Lăng Hàn, đến đây, xem ta trấn áp ngươi như thế nào." Hắn nói, biểu hiện miệt thị Lăng Hàn, Lăng Hàn cười nhạt, hắn nhanh chân tiến lên phía trước. Lâm Thất cầm lấy một thanh kiếm, kiếm thể xanh biếc, đây là hàng nhái đế binh lâm gia, cũng là pháp khí chế thức, mỗi thành viên trọng yếu đều có một kiện, theo cảnh giới khác biệt, đẳng cấp pháp khí cũng khác biệt. Nhưng đừng nhìn đây là hàng phỏng chế, nhưng đế tộc xuất thủ sẽ bình thường. Thanh kiếm màu xanh biết là tinh phẩm trong pháp khí chú đỉnh, tin tưởng trừ pháp khí đế tộc chế thức ra, các pháp khí khác không ngăn nổi một kích. Vì cái gì, bởi vì thanh kiếm này phỏng chế đế binh, có một tia khí thức đế binh, chỉ điểm này là đủ rồi, pháp khí trong thiên hạ, ai có thể chống đỡ. Không muốn ăn nhiều đau khổ, ta đồng ý ngươi đầu hàng. Hắn từ tốn nói, lang hàn cười ha ha, nói, thật không nghĩ tới, ngươi là cao thủ chọc cười. Lâm thất cũng không tức giận, trong tinh võng hắn không phải đối thủ của cam binh nhưng trong hiện thực, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thắng. Bởi vì tinh võng chiến đấu loại bỏ pháp khí, phù binh và các nhân tố bên ngoài, đây là công bằng, đồng thời lại không công bằng. Ta là hậu duệ đế tộc, dựa vào cái gì không thể dùng tài nguyên đập chết ngươi. Ngươi còn mạnh miệng tới khi nào? Lâm thất thản nhiên nói, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi bây giờ nói càng khinh thường, đến lúc đó mất mặt càng lớn. Đây là chuyện không thể nào, Lâm thất tràn đầy tự tin, hắn cầm thanh kiếm trong tay chém một cái, xoát, một đạo kiếm khí chém về phía Lăng Hàn, nó hóa thành gợn sóng màu xanh và tỏa ra hào quang đáng sợ. Lăng Hàn mở màn sáng tinh thần, miễn cưỡng ngăn cản một kích này. Âm, kiếm khí chém qua, màn sáng tinh thần vỡ vụn, nhưng uy lực kiếm khí cũng hao hết. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, uy lực pháp khí đủ mạnh, không ngờ chỉ dùng kiếm khí là đủ đánh tan màn sáng tinh thần. Nhưng Lâm thất càng ngạc nhiên hơn, bởi vì hắn biết lai lịch của thanh kiếm đó, nhưng đối thủ miễn cưỡng ăn một kiếm chỉ phá tan hộ thuẫn, cũng không có bị thương, việc này càng làm hắn sợ hãi. Không thể coi thường, tuyệt không thể khinh thường, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Nội tâm hắn sinh ra cảnh báo nhưng trên mặt vẫn giữ thong dong, hắn cũng có tư cách như vậy, một kích phá vỡ phòng ngự mạnh nhất của Lăng Hàn, thanh kiếm màu xanh biết kia không hổ danh hàng nhái của Đế binh. Lại đến, Lâm Thất Huy kiếm, xoát xoát xoát, một đạo kiếm khí chém tới, nó ngưng tụ khí thế kinh người. Đây là khí tức Đế binh nhưng nó quá mỏng manh, nhưng mỗi một kiếm chém ra, khí tức sẽ tăng thêm một phần, đến trình độ nhất định nó sẽ đè sập tất cả, chỉ ít, chú đỉnh cảnh không người địch nổi. Cho nên nói, thanh kiếm là pháp khí nhị tinh, trừ hàng nhái đế binh khác ra, nó không có đối thủ. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn tránh thoát kiếm khí như tấm lưới, cũng tránh né vừa đúng, có thể nói hắn tránh né như một loại nghệ thuật, bất cứ người nào nhìn thấy cũng vui mắt. Lâm thất cười lạnh, kiếm khí công kích chỉ là mặt ngoài, sát chiêu chân chính lại là khí thức đế binh, đây là thứ bất cứ chú đỉnh nào cũng không địch nổi lăng hàn né mấy chiêu thì cảm thấy phiền trực tiếp đột kích chính diện hắn mở màn sáng tinh thần miễn cưỡng ngăn cản một kiếm màn sáng tan vỡ hắn dùng nắm đấm oanh kích vào lúc này hắn dùng phương thức dã man bạo lực tấn công lâm thất cười lạnh hắn đưa tay ấn lăng hàn một cái nhìn chiêu này không có gì lạ nhưng hắn lại điều động khí tức đế binh hòa thành ám nhận vô kiên bất tồi lăng hàn sinh ra hàn ý đây là một loại trực giác đối với nguy hiểm thân thể hắn tránh né sang một hướng không chịu nổi một kích lâm thất khinh thường nói một câu nhưng trong lòng lại thầm kêu đáng tiếc nếu là một kích vừa rồi có thể oanh chúng cộng thêm lực phá hoại của khí thức đế binh lang hàn sẽ bị trọng thương thậm chí lưu lại di chứng vĩnh viễn không thể tiêu trừ ánh mắt lang hàn ngưng trọng là thanh kiếm kia hắn có cảm giác tất cả đều là vì thanh kiếm kia đã lâm thất xuất thân đế tộc đây cũng là hàng nhái đế binh uy lực tự nhiên bất phàm nếu hắn kiên nhẫn một chút Hoàn toàn có thể đánh bại Lâm Thất, nhưng hắn không muốn kéo dài chiến đấu như vậy. "Trong vòng 3 giây, ta sẽ giải quyết ngươi." Lăng Hàn nói, Lâm Thất bật cười, hắn đang nói đùa sao? Ngươi bây giờ đang lâm vào hạ phong, chỉ có ta đánh ngươi, còn muốn giải quyết ta trong 3 giây. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không có ý nói đùa, xèo, hắn lao tới tấn công Lâm Thất. "Muốn chết?" Lâm Thất chém một kiếm, đồng thời bàn tay trái vận sức chờ phát động, muốn nhìn Lăng Hàn ứng phó thế nào để công kích tiếp. Lăng Hàn xông lên chính diện, banh, màn sáng tinh thần vỡ tan, kiếm khí đánh tới. Lâm thất cười lạnh, tay trái đánh ra, khí tức đế binh bộc phát, lực phá hoại của một trường tăng nhiều. chương 4289, thiêu đốt đế huyết. Hỗn độn cực lôi tháp, xuất hiện, Lăng Hàn vận dụng chuẩn đế binh, nếu đế binh tương lai còn không đỡ nổi một kích của đối phương, hắn sẽ nhận thua. Ông, hai loại khí thế lớn lao đấu nhau, đây là hai đế cấp đối kháng. Nhưng Lăng Hàn bình yên vô sự giết tới trước, hỗn độn khí bao phủ hắn như chiến thần bất bại cho dù như thế nào chỉ là hàng nhái nhiễm một tia khí tức đế binh làm sao có thể đối kháng mẫu kim lang hàn ở cảnh giới gì hỗn độn cực lôi tháp chính là pháp khí mạnh nhất trong cùng cấp bậc trừ phi có pháp khí dùng mẫu kim chế tạo mới có thể đối kháng với hắn đáng tiếc là lâm thất cầm pháp khí là hàng nhái của đế binh lang hàn giết tới gần lôi đình bộc phát tấn công lâm thất lâm thất làm sao có thể chống lại cho nên hắn bị đánh bay ra ngoài bốp thanh kiếm trong tay đứng mũi chịu xào, nó nổ tung. Ở trước mặt mẫu kim, tất cả pháp khí đều tự ti mặc cảm, không chịu nổi một kích. Lâm thất cảm thấy mờ mịt, tình huống gì thế này, đây chính là hàng nhái đế binh đấy, tại sao không chịu nổi một kích như vậy? Tâm thần hoảng hốt, nắm đấm của lăng hàn đã đánh tới. Âm, lâm thất bay ngược về phía sau, tất cả diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Phần lớn người đang sợ hãi thán phục pháp khí của lâm thất châu bò, không nghĩ tới chỉ một chớp mắt, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Quả nhiên, chỉ ba giây mà thôi, không có pháp khí, lâm thất còn có sức tái chiến sao. Lâm thất bò dậy, dưới lực lượng lôi đình, quần áo trên người hắn bị phá hoại từng mảng lớn, cũng may làn da bị điện đánh cháy đen, ngược lại cũng không sợ ra thịt lộ ra ngoài. Tình huống của hắn không ổn, vết thương bao phủ toàn thân, hắn bị hỗn độn cực lôi tháp oanh kích, không có bị đánh chết cũng đủ nói hắn cường đại. Hắn hít thở phì phò, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hỗn độn cực lôi tháp, đây là pháp khí gì, tại sao kinh khủng như thế. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, thản nhiên nói, "Ta cũng không ức hiếp ngươi." Thấy thế, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Lâm Thất vừa rồi sử dụng pháp khí, rõ ràng muốn dùng uy lực pháp khí để ép, Lăng Hàn có pháp khí mạnh hơn nhưng lại thu lại không cần, từ đó cũng có thể phân ra cao thấp. Lăng Hàn đã có phong phạm cường giả, bởi vì mỗi một cường giả đều đi con đường tự thân cường đại, nào có người nào cậy vào ngoại vật lâm thất đoán hận nhìn lăng hàn trước mắt bao người hắn bị đánh bại đây là sỉ nhục không thể rửa sạch ngươi chọc giận ta hắn nói hắn vốn e rè món pháp khí của lăng hàn nhưng bây giờ lăng hàn đã thu lại hắn có cơ hội nắm chắc phần thắng hắn hét lớn một tiếng huyết khí toàn thân sôi trào áp lực không thể hình dung bộc phát giống như chư thiên thần đứng trước mặt mọi người mọi người phải thần phục thiên thần hắn đã thiêu đốt đế huyết mặc dù chỉ có một tia nhưng đại đế là tồn tại thế nào cho dù huyết mạch mỏng manh cũng khủng bố đến mức đáng sợ hai mắt lâm thất tỏa sáng nó bốc cháy hừng hực không gì sánh được hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn đó là cấp độ sinh mệnh xem thường tất cả lâm thất lúc này giống như đế vương trong chú đỉnh cảnh ai có thể thừa nhận bành lâm thất bước tới một bước này không nặng nhưng mỗi người có cảm giác như bị ngọn núi nện vào người sắc mặt đều tái nhợt đế uy lăng hàn cũng sinh ra hứng thú hiện tại lâm thất giống như bị đại đế phụ thân chiến lực của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất đại đế vô địch nhưng trong chú đỉnh cũng có thể như thế sao lăng hàn không tin bởi vì lúc trước cửu dương thánh nhân thậm chí chiến thắng lăng thiên tổ vương cho nên cho dù là đại đế cũng chưa chắc vô địch cả đời chỉ có thể nói sau khi thành đạo mới có thể vô địch thế gian đến chiến lăng hàn cười ha ha hắn lao lên tấn công lâm thất bành 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 lâm thất không lùi bước hắn đối kháng lăng hàn hắn vận dụng các loại thiên thuật như hồn nhiên thiên thành nhưng mà giới hạn ở cảnh giới Lâm Thất không thể vận dụng đế thuật nhiều lắm chỉ bộc phát một lần nhưng bộc phát như vậy phải lưu lại lúc mấu chốt nhất không phải dùng để một kích thủ thắng thì chính là hóa giải nguy cơ chí mạng. Hai người đại chiến đấu bảo thuật rất đặc sắc Lâm Thất đang thiêu đốt đế huyết tương đương với hóa thân thành đại đế trẻ tuổi chiến lược thật mạnh nhưng vấn đề là Lang Hàn không có đế huyết hắn lại có thể chống lại T có thể đối kháng đại đế trẻ tuổi nếu ra hỏa này không vẫn lạc tương lai có khả năng thành thánh thành thánh đây là đỉnh phong cao không thể chạm tới cho dù trong đế tộc có mấy người có thể đạt tới thánh cảnh nhưng lang hàn có thể giao phong với đại đế lúc trẻ tuổi tiềm lực như thế thật sự quá kinh người cho nên mới được đánh giá cao như vậy có tiềm lực thành thánh chỉ cần lang hàn có thể kiên trì người bại chính là lâm thất ừm tất cả mọi người đều gật đầu hiện tại lâm thất cũng không phải dựa vào bản thân cường đại hắn đang thiêu đốt đế huyết hơn nữa bị giới hạn thời gian hơn nữa thời gian làm lạnh lâu kinh người tuyệt không thể vận dụng lần nữa cho nên chỉ cần đánh lâu dài, Lăng Hàn tất thắng. Lâm Thất cũng biết, hắn cuối cùng không nhịn được bạo phát, hắn quát lớn và mười ngón tay đan vào nhau tạo thành một vòng tròn, sau đó nhắm ngay Lăng Hàn, xèo, một tia sáng bắn ra, lập tức tất cả mọi người không thể mở mắt nổi. Đây là đế thuật, cho dù là hắn cũng chỉ học được một thức. Nhưng đế thuật chính là đế thuật, vô địch cùng dai. Lăng Hàn cũng không dám chủ quan, hiện tại Lâm Thất như có đại đế phụ thân, không kém chút nào, hắn lại vận dụng đế thuật hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi hắn cũng vận chuyển yêu hầu quyền một con yêu hầu tỏa ra lệ khí kinh thiên ngăn cản tia sáng ầm um, trong tiếng nổ ký hiệu nổ tung ánh sáng phun trào một đám mây hình nấm xuất hiện trên bầu trời lại nhìn lang hàn và lâm thất trên thân đều bị thương đế thuật đụng nhau chôn vùi lẫn nhau nhưng vẫn làm hai người bị thương còn tốt không nặng không có một tia trần chờ hai người xông vào đánh nhau lần nữa banh 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 tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, nhưng không có đế thuật bộc phát, hai người không ai miểu sát đối phương, cứ rằng coi như thế. Nhưng chiến không được bao lâu, khí thế của lâm thất rất xuống ngàn trượng. Đế huyết của hắn đã tiêu hao không còn, chuyện này không có gì nói nhiều, dưới công kích cường đại của lăng hàn, lâm thất bị đánh bại rất nhanh. Hắn không nói một lời, sám xịt rời đi, thật sự mất mặt, chẳng những pháp khí bị hủy, cho dù dùng thủ đoạn thiêu đốt đế huyết vẫn thảm bại, hắn có gì mà rảo biệt. Lang Hàn nhíu mày, đây chỉ là một tên tộc nhân đế tộc, còn không phải truyền nhân mạnh nhất, sau khi thiêu đốt đế huyết lại đánh ngang tay với hắn, trên đời này có nhiều đế tộc như vậy, nếu có hai ba tên liên thủ, chẳng phải hắn phi thường bị động. Không được, hắn nhất định phải càng mạnh hơn nữa. Chương 4290, ác khách, Lang Hàn không suy nghĩ nhiều, chính là đế tộc, trong đời cũng có số lần thiêu đốt đế huyết giới hạn. Sau khi thiêu đốt đế huyết sẽ từ từ khôi phục, nhưng một lần chậm hơn một lần, cuối cùng sẽ thiêu đốt đế huyết không còn. Hơn nữa, Lâm Thất tu vi gì, hiện tại là lục đỉnh, nắm chắc ưu thế hơn một đỉnh, hắn vẫn không chiến thắng Lăng Hàn, nói rõ cái gì? Lăng Hàn còn cường đại hơn đại đế trẻ tuổi, cho dù chỉ một ít. Nếu như Lăng Hàn cũng là lục đỉnh, Lâm Thất thiêu đốt đế huyết tái chiến, sẽ còn là kết cục ngang tay sao? Sau trận chiến này, Lăng Hàn nắm vững địa vị đệ nhất nhân đệ tử trẻ tuổi, Lâm Thất thảm bại, cam bình thì thế nào, tin tưởng cũng chỉ có thể nuốt hận đối với chuyện này đương nhiên cam bình sẽ không thừa nhận nhưng hắn cũng không tiếp tục nói lăng hàn như thế nào hoặc không chịu nổi một kích nữa xem như tích chút khẩu đức nhưng nhà của lăng hàn càng náo nhiệt nam đệ tử lôi kéo làm quen nữ đệ tử ánh mắt hàm tình hận không thể hạ dược đẩy ngã lăng hàn nếu như lăng hàn hoa tâm một chút hoàn toàn có thể hàng đêm làm chú rể có thể ngủ với mỹ nữ thánh địa vài lần nhưng hắn không phải loại người này đành phải mệt mỏi chống đỡ giống như các tuyệt sắc mỹ nữ như đàm mộng giang diệt phỉ việc này càng làm nhiều người hâm mộ ghen ghét thời gian sau đó bình tĩnh lại tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian tu luyện một bên đang tìm truyền thừa cửu dương thánh nhân không biết giấu ở nơi nào cũng không biết đồ thần thuật có tồn tại hay không đây mới là mục đích chân chính khi mọi người tiến vào cửu dương thánh địa một khi đạt được đồ thần thuật có thể đạt được cửu dương chỉ từ đó nắm giữ thánh địa khổng lồ trong tay tương lai tay cầm thánh binh khai chiến với mọi người tình cảnh bá đạo cỡ nào muốn nói có chuyện gì phát sinh cho dù lâm thất đoạt lại thân phận đạo tử nhưng cũng làm nhiều người cười rụng răng. trong bất tri bất giác mọi người tiến vào thánh địa đã được một năm. lúc này có rất nhiều người đi tới trước cửa thánh địa chờ đợi thánh địa mở sơn môn lần nữa tuyển nhận nhóm đệ tử thứ hai. nhanh đi xem mỹ nữ. có người tuyên bố tin tức trong mạng lưới thánh địa có tuyệt thế đại mỹ nữ. cho dù ở nơi nào mỹ nữ luôn có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. thế là không ít người chạy tới xem đại hội thu đồ. kết quả trên mạng lưới bàn tán sôi nổi, thực sự có một đại mỹ nữ, thậm chí còn đẹp hơn cả đàm tiên tử, giải tiên tử. Nói đùa cái gì, đàm tiên tử các nàng là vưu vật trên tuyệt sắc bảng đấy. Hắc hắc, người đi xem chẳng phải sẽ biết, điều này làm rất nhiều người hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới quan sát, kết quả, đi xem là ai, tại sao vẻ đẹp của nàng còn hơn ba nữ đàm mộng. Đây là tự nhiên, các người biết nàng là ai chăng? Có người khinh thường nói, ai, thứ 9 trên tuyệt sắc bảng, tống lam. Cái gì, sau khi biết thân phận mỹ nữ, tất cả mọi người khiếp sợ sau đó cũng cảm thấy đương nhiên, thứ chín tuyệt sắc bảng, đương nhiên đẹp tuyệt đương thời. uy 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 các người không nên ôm huyễn tưởng gì, gia nhân thứ chín tuyệt sắc bảng là các người có tư cách nhúng chảm hay sao? Nghĩ cũng không được sao? Ha ha, các người biết Tống Lam là ai bồi tiếp tới đây không? Ai, Lục Kỳ, lúc này mọi người im lặng, Lục Kỳ là ai? Hạng 19 chú đỉnh bảng trên tinh võng, phải biết sau khi tiến vào hàng ngũ 100, mỗi tranh lệch 10 vị trí sẽ là một cấp bậc, lục kỳ bài danh 19 trên tinh võng, hắn còn mạnh hơn Cam Bình rất nhiều. Nghe nói, người này đã tu ra bát đỉnh, chính mình tu ra bát đỉnh hoàn toàn khác tiết chiến được cường giả tăng lên bát đỉnh, hai người chiến đấu với nhau, lục kỳ có thể tát chết tiết chiến. Không phải chứ, yêu nghiệt bài danh trước 20 tinh võng lại gia nhập thánh địa. Ha ha, bởi vì lục kỳ đang theo đuổi Tống Lam, cho nên, nếu Tống Lam đã tới, lục kỳ cũng tới hắc hắc, lần này thật náo nhiệt, có người nói đầy thâm ý. Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử, nhưng sau khi lục kỳ đến, tình huống sẽ khác biệt. Là song hùng tranh bá hay Lăng Hàn ảm đạm rời khỏi sân khấu? Sau khi Lăng Hàn nghe xong, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không đặt trong lòng. Có lẽ lục kỳ hiện tại mạnh hơn mình, nhưng hắn cũng chỉ là ngũ đỉnh hậu kỳ, chỉ cần tăng cảnh giới lên, chiến đấu cùng cấp, ai thua ai. Hơn nữa, hắn có rất nhiều lá bài tẩy, tam tương bảo bình trận, hỗn độn cực lôi tháp, tùy tiện dùng thứ nào cũng có thể trấn áp chú đỉnh. Sau mấy ngày khảo nghiệm, đương nhiên Lục Kỳ, Tống Lam đều tiến vào thánh địa, trong đó còn có vài yêu nghiệt khác, ví dụ như Tô Văn Bách, Kế Nguyên Bạch, đó là cường giả bài danh top 100 tinh võng, phương diện mỹ nữ, kỳ thật tuyệt sắc bảng có một mỹ nữ Đỗ Thanh Thanh cũng tiến vào thánh địa, nhưng bởi vì có Tống Lam tồn tại, nàng cũng ảm đạm hơn nhiều. Đối với đệ tử mới gia nhập, thánh địa lập tức náo nhiệt hơn trước. Sau khi đám người đi vào, Tự nhiên tất cả đều kết thành đoàn đội, tới trước là tiền bối, ra đời, người đến sau không cam lòng, lần thu đồ này chỉ cách nhau một năm, từ khi nào đến sớm một năm thành tiền bối rồi. Mặt khác, võ đạo xem cái gì, thực lực, thế là, để từ hai giới bạo phát chiến đấu, bởi vì số người tương đương, thực lực cũng tranh lệch không nhiều, đánh mấy lần cũng không có phân ra yêu khuyết rõ ràng, cuối cùng là pháp lệnh đường ra mặt, cấm chỉ đại chiến quy mô lớn, bằng không sẽ khai trừ. Lăng Hàn chỉ muốn lặng yên tu luyện không có tâm tình đi tranh đệ nhất đệ nhị, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, cho dù đại hắc cẩu ba phen mấy bận giật dây hắn, hắn cũng không để ý đến. Nhưng có đôi khi cứ như vậy, người không đi gây sự, chuyện sẽ tìm tới ngươi. Lăng Hàn đang luyện đan, đột nhiên hắn nghe đập cửa. Đổi thành đan sư khác, bị đánh nhiễu như thế, có lẽ lò đan xem như phế, nhưng Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương, huống hồ hắn luyện đỉnh tâm đan vô số lần, hắn nhất tâm nhị dụng còn có thể điều khiển được, nói. Chuyện gì? hắn đã tức giận, chính mình đã sớm đã phân phó, thời điểm hắn luyện đan không được quấy nhiễu. Chủ nhân, có ác khách tới, tiểu nhân đã nói cho hắn biết ngài đang luyện đan, không thể gặp hắn, hắn lại phá hư cánh cửa, còn nói chỉ chờ 3 phút, sau 3 phút, hắn sẽ xông vào. Minh Nguyệt nói, hắn cảm thấy ủy khuất, lại tức giận không nhỏ. Từ khi Lăng Hàn có được xưng hào đệ tử mạnh nhất, có người nào dám vô lễ như vậy? Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, nói, không cần để ý tới. Vâng, Minh Nguyệt gật đầu, bành, quả nhiên, không lâu lắm, một tiếng nổ vang lên, tên ác khách kia không đợi được nữa nên xông vào. chương 4291, chủ nhân nhà ta triệu kiến. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn xem như không nghe thấy. Hiện tại dừng lại, phí công nhọc sức, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí một phần dược liệu quý giá và đã tốn hao thời gian. Minh Nguyệt sợ hãi, hắn còn chưa đạp vào tiên đồ, chú đỉnh với hắn chính là thiên thần, khí tức đáng sợ tới gần, rất nhanh, một tên nam tử đi vào luyện đan thất. Đó là nam tử vóc người cao lớn, tuổi tác không lớn, nhìn qua không đủ 30 tuổi, ánh mắt sáng rực có thần, thậm chí còn làm người ta có cảm giác nhói mắt. a à, kiêu ngạo thật lớn, cha hổ ta đến đây bái phỏng, người lại dám trốn tránh không ra. Nam tử này lạnh lùng nói, khí tức hóa thành lưỡi đao, mắt trần có thể thấy, phốc phốc phốc, vách tường trong phòng, đồ dùng trong nhà đều xuất hiện vết cắt, cho thấy thực lực cường đại của hắn. Lăng Hàn vẫn không ngừng luyện đan, thản nhiên nói, tự tiện xông vào phủ địa của ta, người còn lý luận. Thế nào, không xông vào được sao? Cha hổ khinh thường, Lăng Hàn không nói nữa, mà là chuyên tâm luyện đan, cho dù hắn là đan đạo đế vương cũng không có khả năng luôn phân tâm khi luyện đan. Cha hổ nhìn thấy hắn bị xem thường, hắn là tồn tại bực nào, một tên đan sư nho nhỏ lại dám không nhìn chính mình. Đừng tưởng rằng biết luyện mấy viên đan dược thì có thể không coi ai ra gì. Hắn lạnh lùng nói ra, hắn nghe nói qua chuyện lâm thất thua trong tay lăng hàn nhưng hắn thấy đây chỉ là lời đồn một tên đan sư có vũ lực mạnh như thế sao nói đùa cái gì có người muốn nịnh nọt lăng hàn cho nên mới cố ý biên ra cố sự như thế dù sao cũng là tồn tại có thể luyện chế đỉnh tâm đan ngay cả chủ tử của hắn cũng có hứng thú với lăng hàn lăng hàn chủ nhân nhà ta triệu kiến ngươi còn không mau đi theo ta hắn lớn tiếng nói lăng hàn cười ha ha chủ nhân nhà ngươi có quan hệ gì với ta hắn nói muốn gặp ta ta phải đi gặp hắn. Chủ nhân nhà ta chính là Lục Kỳ, cha hổ ngạo mạn nói ra, Lục Kỳ, bài danh tinh võng 19, run rẩy đi phàm nhân, cha hổ nhìn chằm chằm vào lăng hàn, thật nhiều người nghe thấy cái tên Lục Kỳ sẽ sợ hãi sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống, tin tưởng lăng hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hắn thất vọng, lăng hàn chấn định tự nhiên, giống như Lục Kỳ không khác gì am miêu a à cầu. Ách, nhất định là tiểu tử này chỉ biết luyện đan, cho nên căn bản không biết Lục Kỳ là ai, nhất định là như thế. Cha Hổ giới thiệu, chủ nhân nhà ta chính là thiên tài vô thượng bài danh 19 trên tinh võng. Lăng Hàn cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói thứ nhất tinh võng đấy. Chỉ là 19 cũng dám lấy ra khoe khoang. Khốn kiếp, cha Hổ nhìn Lăng Hàn, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ngươi biết thứ 19 tinh võng có ý nghĩa như thế nào không? Đứng thứ 19 toàn bộ tinh không, việc này có ý nghĩa gì? Ai, đúng là đan sư, trong đầu chỉ toàn luyện đan, căn bản không có khái niệm về võ đạo. Hư, chủ nhân nhà ta nói muốn gặp ngươi, không quản ngươi muốn hay không muốn, ngươi cũng phải đi theo ta. Hắn mất kiên trì, trực tiếp xuất thủ bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn đang luyện đan, tự nhiên không rảnh xuất thủ, hắn cũng không thèm để ý, thân hình du tẩu, hắn né qua một trảo của cha hồ, động tác tay của hắn không ngừng, tiếp tục dẫn động năng lượng thiên địa, vẫn không ngừng quá trình luyện đan. Cha hồ một kích thất bại, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lại bắt hụt, lại đến, hắn xuất thủ lần nữa, hắn bắt Lăng Hàn, nhưng vẫn như cũ, Lăng Hàn di chuyển quá nhanh, hắn bình tĩnh né tránh, quá trình luyện đan vẫn không bị cắt ngang. Cha hổ cảm thấy mất mặt, vừa rồi thổi ra châu ngất trời, ai ngờ vừa ra tay lại không làm gì được Lăng Hàn. Hắn giữ vững tinh thần, quyết định phải nghiêm túc một chút. Hắn lại lao tới, xoát xoát xoát, nhưng qua mấy lần, hắn vẫn chưa chạm vào góc áo của Lăng Hàn. Cha hổ biến sắc, xem ra hắn đánh giá thấp đan xưa này hắn ngừng lại hai tay một trước một sau trên trán xuất hiện ba đạo hoa văn phân biệt là tím đỏ lam hung uy đáng sợ bộc phát giống như hắn không phải một người mà là một con hung thú dã man trên thực tế hắn chính là một đầu yêu thú đến từ hổ tộc hắn lại giết tới hai tay hòa thành hổ chảo một trường tiên màu vàng đánh tới đó là cái đuôi của hắn cái đuôi mang theo uy lực rất lớn nhưng vẫn vô dụng lang hàn vẫn né tránh trong phòng nhỏ hắn lại vô công cha hổ không chịu nổi đây là nhục nhã trần trụi người xem bị người ta công kích còn luyện đan hắn bị miệt thị thế nào hắn hét lớn một tiếng song trưởng cùng oanh kích hắn muốn bắt lấy lăng hàn phạm vi công kích cũng rất rộng lăng hàn cao mày hắn dùng màn sáng tinh thần ngăn cản công kích của đối phương minh nguyệt đã sớm đi ra ngoài oanh công kích bộc phát năng lượng xô trào căn phòng bị san bằng thành bình địa cũng may chính là đan lô không hư trận pháp cũng không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn hạ bút thành văn, đan lô mở nắp, bốn viên đan dược bay vào trong tay hắn. Đan thành, Lăng Hàn thu đan dược, sau đó hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cha hổ. Cho dù cha hổ xuất thân hổ tộc, bản thân hắn có sát khí ngập trời, nhưng bị ánh mắt Lăng Hàn nhìn cũng sinh ra hàn ý, bản năng run rẩy và sợ hãi. Hừ hừ, hiện tại biết sợ rồi sao? Hắn vẫn mạnh miệng, Lăng Hàn thở dài, vì cái gì luôn có người ngu ngốc như thế? Xeo, thân thể hắn hơi động và xuất hiện trước mặt cha hổ thật nhanh cha hổ nói thầm trong lòng hai tay theo bản năng vỗ về phía trước một cái đồng thời hai chân lui về phía sau nhưng hắn làm sao có thể nhanh hơn lăng hàn ba hắn bị một bàn tay đập nằm xuống mặt đất cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung làm sao lại mạnh như vậy đây không phải là đan sư sao lúc nào đan sư có thực lực mạnh như thế bành 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 hắn bị hành hung lăng hàn đấm như mưa hắn cực kỳ đau đớn và kêu gào thảm thiết Việc này tự nhiên đưa tới người bốn phía chú ý, có đệ tử lần lượt sang đây xem náo nhiệt. Cha Hồ cảm thấy mất mặt, hắn giận dữ hết. Lăng Hàn, người nhục nhã ta chính là nhục nhã lục kỳ đại nhân, người cần phải hiểu rõ, có khả năng thừa nhận hậu quả hay không. Lăng Hàn suy nhiên cười một tiếng, người nghĩ thật tốt, chọc tới ta sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào. Mọi người thấy một lần, đều lắc đầu, chẳng lẽ thằng ngu này chưa nghe nói qua Lăng Hàn hung hãn hay sao. Lúc trước có một tên cường giả sinh đan cảnh bị lăng hàn luyện hóa, ngay cả cường giả cấp giáo chủ cũng không thể làm hắn cúi đầu, hắn sẽ sợ ngươi sao? Ngươi chọc sát thần này nổi sao, ngươi lại còn chủ động trêu chọc hắn, không đánh ngươi thì đánh ai? Banh banh banh, lăng hàn đánh cha hổ no đòn, thẳng đến khi cha hổ sắp không còn thở nữa, hắn lúc này mới dừng lại. Hiện tại, chúng ta nên nghiên cứu chuyện bồi thường một lúc. chương 4292, Liễu Lão Quái. Cái gì, còn muốn ta bồi thường? Cha hổ suýt ngất, hắn bị đánh cho một trận, vết thương trồng chất, toàn thân không biết có bao nhiêu khối xương bị đánh gãy thậm chí đánh nát, không phải lăng hàn bồi thường hắn sao. Đầu tiên, là cửa lớn, tính ngươi rẻ hơn một chút, 100 đạo thạch đi. Lang hàn bắt đầu tính, phốc, cha hổ lập tức ngẩng đầu nhìn sang lăng hàn. Cửa lớn nhà ngươi dùng tiên kim chế tạo ra, còn có thể đáng 100 đạo thạch. Ngươi đang cố ý lừa bịp tiền. Ba, lăng hàn bà tai một cái, điềm nhiên nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Có, nhưng không dám nói. Cha hổ cúi đầu xuống, thầm nghĩ nói hiện tại không quản lăng hàn nói cái gì, hắn sẽ không phản đối nữa. Ngược lại một khi hắn thoát thân, về sau nha, tự nhiên có lục kỳ đi thu thập lăng hàn. Chỉ là một tên đan sư, lại dám đối địch với chủ nhân, đúng là muốn chết. Phòng cũng bị ngươi hủy, lăng hàn tiếp tục tính, tiện nghi một chút, tính ngươi 900 đạo thạch, ân, gom đủ số nguyên, là một ngàn đi. Em gái ngươi, có gom góp số nguyên như thế sao? Cha hổ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lăng Hàn nên hắn ngoan ngoãn như cũ. Còn có lò đan của ta, tiện nghi một chút, tính ngươi 10 vạn đạo thạch. Lăng Hàn lại nói, không phải lò đan của ngươi không hỏng sao. Cha hổ nhịn không được, việc này tự nhiên phải nói. Ba, Lăng Hàn bạt tai hắn, ngươi xông lại xuất thủ như thế, có đan sư nào không được nổ lò, ta không nổ đó là thực lực của ta, ta dùng thực lực của mình cứu vất dược, việc này có quan hệ gì với ngươi? A, à, nói có đạo lý, quả thực không cách nào phản bác. Kỳ thật cha hổ rất muốn phản bác, người luyện đan dược gì, một lò lại có giá trị 10 vạn đạo thạch. Lừa bịp tiền, lừa bịp tiền trần trụi, nhẫn, ngược lại chờ hắn thoát thân, hắn sẽ không nhận. Còn có đồ dùng trong nhà, ta cũng không so đo với ngươi, 10 vạn 1.100 đạo thạch, nhanh thanh toán tiền đi. Lăng Hàn vươn tay, cha hổ rất là lưu manh, lắc đầu, không có, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không có tiền mặt cũng không có quan hệ, ta hỗ trợ chuyển khoản tinh tế tệ. Cha hổ tối mặt, người nghĩ thật chu đáo, ta không có nhiều tiền như vậy, hắn yếu ớt chân chính, không có, lăng hàn thay đổi sắc mặt, hắn thu hồi nụ cười, bành, hắn đấm một cái. Người suy nghĩ cẩn thận hay chưa, một quyền lại một quyền, không ngừng oanh kích liên tục, cha hổ đã gánh không được. Có, ta có, hắn liên kết tinh võng, sau đó chuyển khoản tiền cho lăng hàn, nhưng chỉ có hơn 7 vạn 3 ngàn tinh tế tệ. Ta thực sự chỉ có bao nhiêu đây? vẻ mặt hắn như đưa đám nói ra, hắn cũng chỉ là chú đỉnh, hơn nữa còn là thủ hạ của Lục Kỳ, hắn có bao nhiêu tích lũy chứ? Quỷ nghèo, Lang Hàn nghĩ nghĩ, không có việc gì, còn lại ta sẽ đòi chủ nhân của ngươi. Cha hổ vội vàng cúi đầu xuống, hắn che giấu vẻ mặt hưng phấn. Ngươi đi đòi tiền Lục Kỳ, ha ha ha, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đi thôi, nhanh đi, cút, Lang Hàn đá một cước, đá cha hổ bay xa. Sau đó đi thánh cung tiến hành đổi căn nhà khác nhưng mà thánh cung trực tiếp an bài cho hắn một động phủ khác với phòng phổ thông thế nào trong động phủ có trận pháp có thể rút năng lượng thiên địa ra gia tốc tu hành còn có tác dụng bảo vệ chỉ cần chủ nhân không cho phép người ngoài không có khả năng xâm nhập trừ phi người này có thực lực cấp giáo chủ đã có đồ tốt vì cái gì không sớm lấy ra một chút bởi vì động phủ có hạn thánh cung còn chưa quyết định cho ai dùng nhưng phòng của lăng hàn đã hỏng cho nên thuận nước đẩy thuyền trực tiếp an bài cho hắn một tòa động phủ hào phóng như thế là vì có người đứng sau thôi động lăng hàn lập tức đi tìm nhan đông muốn biểu đạt cảm ơn kết quả lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý định chính là bởi vì người bỏ sức chân chính ở việc này chính là liễu tam quân vị này có tư cách già nhất thánh địa thọ nguyên của hắn đang cạn kiệt bởi vậy ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi lại thêm lăng hàn đúng là yêu nghiệt võ đan trận tam tuyệt nhân tài như vậy tự nhiên cần bồi dưỡng cho nên thánh cung dứt khoát bán cho hắn một cái nhân tình từ đó Lăng Hàn trở thành người có động phủ đầu tiên. a à, Liễu Tam Quân bị kích thích quá độ, đầu hỏng. Theo Lão Phu thấy, có lẽ Liễu Lão quái động ái tài. Nhan Đông nói, trước đó tiết chiến bại vong, Liễu Tam Quân lại không chất vấn, lúc ấy đã làm hắn hoài nghi, lại thêm chuyện này, hắn hoàn toàn khẳng định, Liễu Tam Quân rất thưởng thức Lăng Hàn. Hơn nữa, loại người giống như Liễu Tam Quân có tính cách kỳ quái, dễ dàng đi cực đoan, chán ghét một người thì chán ghét không gì sánh kịp, nhưng thưởng thức một người, cũng thưởng thức không gì sánh kịp. Giống như Nhan Đông cũng thưởng thức Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không vỗ bàn trước mặt mọi người, cùng đỏ mắt với nhiều người, cho phép Lăng Hàn dọn vào động phủ ở. Lão nhân này rất thú vị, Lăng Hàn quyết định phải bái phỏng vị đại năng này, đối phương giúp đại ân hắn như thế, về tình về lý hắn vẫn phải đi cảm tạ. Hắn cáo từ Nhan Đông, sau đó đi bái kiến Liễu Tam Quân. Đã qua lâu như vậy, Liễu Tam Quân đã đổi một tên đạo đồng mới, đối phương mới 15-16 tuổi nhưng thiếu niên này nhìn thấy lăng hàn thì sắc mặt tái nhợt hắn run rẩy nói đừng có giết ta đừng có giết ta lăng hàn tối mặt khốn kiếp ta đã làm gì sao hắn đúng là giết một tên đạo đồng của liễu tam quân nhưng cũng không đến mức gặp đạo đồng của liễu tam quân thì giết người yên tâm ta không giết ngươi lăng hàn nói đạo đồng kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó yếu ớt nói ngươi có ăn ta không đã xảy ra chuyện gì Người từ đâu nghe tin tức ta là ác ma ăn thịt người. Lăng Hàn thở dài, yên tâm, ta cũng không ăn thịt người. Người không có gạt ta, đạo đồng kia vẫn không yên lòng. Lăng Hàn có xúc động đánh người, khốn kiếp, là ai hãm hại sau lưng hắn, truyền ra lời đồn hắn là ác ma thích ăn thịt người. Không, có, hắn gần từng chữ, đạo đồng kia lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, vỗ vỗ ngực. Lần này ta an tâm, dứt lời, hắn quay người đi lên núi. Ai ai ai, người đừng đi, lăng hàn vội vàng kêu lên đạo đồng kia xoay người lại gương mặt tái nhợt ngươi vẫn muốn ăn ta sao không phải ta có việc muốn bái kiến liễu trưởng lão lăng hàn nói trong lòng hắn phát điên câu nói này vốn phải nói trước tiên a à, ngươi đến bái kiến liễu trưởng lão thực không phải đến ăn của ta đạo đồng kia càng yên tâm lăng hàn phất phất tay nhanh đi thông bẩm hắn quay đầu không nhìn đạo đồng kia sợ mình không nhịn được mà đánh người nha Đạo đồng kia cuối cùng xoay người đi lên núi, không tiếp tục chủ đề lúc trước. Không lâu lắm, một đạo ý niệm truyền vào đầu Lăng Hàn. Tới đây, là Liễu Tam Quân, chương 4293, thưởng thức. Lăng Hàn lên núi, có một số trưởng lão lựa chọn ở trong thánh cung, nhưng cũng có vài trưởng lão lựa chọn ở trên núi, thích một nơi thanh tịnh, Liễu Tam Quân chính là cái sau. Lăng Hàn đi lên đỉnh núi, hắn nhìn thấy một gian nhà tranh chiếm diện tích cũng không lớn, cũng không nhìn ra nơi này là chỗ ở của cường giả cấp giáo chủ ngươi tới làm cái gì liễu tam quân đi ra khỏi nhà lại muốn giết đạo đồng của lão phu sao đạo đồng trước đó đứng sau lưng hắn nghe vậy lập tức rụt cổ núp sau lưng liễu tam quân khốn kiếp người phát tán lời đồn hắn là ác ma ăn người chắc chắn là lão đầu này lăng hàn im lặng hắn nhìn thoáng qua tên đạo đồng đạo đồng sợ đến mức rụt đầu lại giống như bị lăng hàn nhìn một cái là hắn sẽ mất mạng tiền bối ta tới đây cảm tạ ngươi hắn chắp tay cảm tạ liễu tam quân lạnh lùng nói cho nên ngươi dọa đạo đồng của ta sợ như thế đạo đồng vội vàng gật đầu không thôi thật đáng sợ sắc mặt lăng hàn tối tăm chẳng phải mọi chuyện đều là lão nhân ngươi làm ra hay sao hơn nữa lá gan của đạo đồng này quá nhỏ làm sao có thể tiền bối ngài hiểu lầm hắn cười nói hắn biết liễu tam quân vẫn cảm thấy trở ngại mặt mũi bởi vì lăng hàn thật sự giết đạo đồng của hắn cho dù hắn có tâm ái tài nhưng có thể biểu đạt quá rõ ràng hay sao cho nên hắn nhất định phải lãnh đạm với Lăng Hàn, kẹp thương mang pháo. Biết điểm ấy liền dễ làm, Lăng Hàn pha trộn với đại hắc cầu lâu như vậy, hắn nói năng ngọt sớt, đánh thái cực vài câu, sau đó gương mặt lạnh lùng của Liễu Tam Quân cũng nở nụ cười. Đạo đồng kia càng sợ hãi, nếu Liễu Tam Quân bị Lăng Hàn mê hoặc, hắn làm sao bây giờ? Bị hấp hay biến thành thịt kho tàu, Lăng Hàn nói với Liễu Tam Quân rất lâu, hắn cũng có nhận thức mới về lão nhân này. Không sai, Liễu Tam Quân rất bảo thủ, hắn cũng rất bao che khuyết điểm, nhưng bản tính không xấu, trước đó cũng quá tin tưởng Tiết Băng Nguyên, luôn cho rằng người bên cạnh sẽ không lừa gạt mình. Cuối cùng, lão đầu nói với Lăng Hàn, nếu gặp không hiểu trong tu hành cứ lên núi gặp hắn, nếu gặp phiền toái cũng có thể tới tìm hắn. Lăng Hàn cảm ơn một tiếng, sau đó xuống núi, trừ phi thực sự gặp gỡ đối thủ không thể địch nổi, bằng không Lăng Hàn không thể vận dụng tầng quan hệ này. Lại nói, có phiền phức liền đi tìm Liễu Tam Quân giải quyết, Liễu Tam Quân sẽ còn thưởng thức hắn sao? Lăng Hàn đi động phủ mới, hắn nắm giữ trận pháp hạch tâm, về sau chỉ có hắn mới là chủ nhân động phủ này. Động phủ không lớn, cũng có thể cho hắn và đạo đồng ở lại mà thôi, cho nên muốn cho đám người nữ hoàng chia sẻ động phủ là không thực tế. Hắn thông qua liên tiếp khí nói cho đám người của mình nơi ở mới, lập tức, chẳng những đám người nữ hoàng tới, các vư vật đàm mộc, giang diệt phỉ cũng tới chúc mừng hắn, hàm tình mạch mạch, thế công nhu tình lại tới. Thời điểm vui vẻ hòa thuận, một tên khác không mời tới thăm. Ai là Lăng Hàn, đó là người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, dáng người thon gầy, nhưng tuyệt không gầy yếu, hắn giống như báo săn, tùy thời có thể lấy bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chuyện gì, Lăng Hàn hỏi, thì ra ngươi chính là Lăng Hàn, thanh niên kia nở nụ cười cao ngạo, nói, cũng không có ba tay bốn chân, lời này mang theo khiêu khích rất mạnh, ngô khởi nguyên đi ra, hắn nói, ngươi muốn ăn đòn sao, xeo, thanh niên kia lao tới với tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã tới trước người ngô khởi nguyên, một trường đánh vào vai trái của hắn. Một kích này quá nhanh, cho dù là ngô khởi nguyên cũng không thể tránh thoát, nhưng ra hỏa này trời sinh thích vật lộn, hắn không cảm thấy bối rối, cũng xuất một quyền đáp trả đối phương. Bang, hai người trao đổi một kích, đều lui về phía sau. Ngô khởi nguyên trúng một kích nặng hơn một chút, nhưng hắn thể phách cường hoành, đã hóa giải hơn phân nửa lực lượng, bởi vậy, thương thế của hắn không khác gì thanh niên kia. Thanh niên kia không cam tâm, rõ ràng hắn chiếm được tiên cơ, tấn công đối thủ chưa sẵn sàng, kết quả lại là lưỡng bại câu thương hắn thu hồi ngạo khí nói ta tên là trình báo phụng lệnh chủ nhân nhà ta hắn chỉ vào lăng hàn lập tức đi tới chỗ chủ nhân ta chịu đòn nhận tội nếu không làm theo chủ nhân nhà ta sẽ phi thường tức giận tin tưởng ta người tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy chủ nhân của ta tức giận đâu chủ nhân nhà ngươi là vũ văn thiên hỏi mặc dù trong lòng của hắn đã có đáp án lục kỳ trình báo ngạo nghễ nói quả nhiên chính là gia hỏa hạng 19 kia. Tốt rồi, nói đến thế thôi, người tự giải quyết cho tốt. Trình báo cười ha ha, sau đó nghênh ngang rời đi. Phách lối, thật sự phách lối. Lăng Hàn, tất cả mọi người nhìn sang Lăng Hàn. Đối thủ lần này quá mạnh, bài danh tinh võng thứ 19, nghe nói đã tu ra 8 tiên đỉnh. Thực lực như vậy không biết nghiền ép tiết chiến gấp bao nhiêu lần, còn mạnh hơn xa tiết chiến, Lăng Hàn đối kháng như thế nào. Không có việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lăng Hàn cười một tiếng, bảo tất cả mọi người an tâm. Nếu không thì, buổi tối hôm nay chúng ta đi hạ ám chiêu, phế tiểu tử kia. Đại Hắc Cẩu đề nghị, sắc mặt mọi người tối tăm, đây là chủ ý ngu ngốc, thật sự cho rằng đại năng trong thánh địa đều là ăn cơm khô. Nhưng chuyện này lại dùng phương thức khác kết thù vượt qua dự kiến của mọi người. Tống Lam ra mặt, cầu tình vì Lăng Hàn trước mặt Lục Kỳ. Mỹ nhân ngưỡng mộ trong lòng ra mặt, đương nhiên Lục Kỳ phải cho mặt mũi, hắn nói tạm thời bỏ qua việc này không phải bỏ qua, là tạm thời bỏ qua, dù sao mặt mũi Lục Kỳ cũng không phải là mặt mũi sao. Tạm thời kéo dài trong bao lâu, vậy phải xem tâm tình của Lục Kỳ. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không quen biết mỹ nữ Tống Lam, vì cái gì đối phương biện hộ thay hắn. Nhưng Tống Lam giống như quên chuyện này, chỉ tùy ý khuyên một câu, căn bản không để ở trong lòng. Tạm thời, tất cả khôi phục bình tĩnh, mỗi người đều đang tìm tung tích đồ thần thuật, nhưng mấy ngàn vạn năm qua đi, đã không có ai tìm ra. Bọn họ cũng không có phát hiện gì, nhưng không ai từ bỏ, bởi vì Cửu Dương Thánh nhân là thánh nhân mạnh nhất từ xưa tới nay, Cửu Dương chỉ cương mãnh vô song, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, như vậy Cửu Dương Thánh nhân lúc tuổi già nghiên cứu ra đồ thần thuật sẽ mạnh cỡ nào? Cho dù là truyền thuyết, mỗi người cũng chăm chỉ tìm kiếm, không muốn từ bỏ. Lăng Hàn, gần nhất có một cổ động phủ của Hóa Linh Chân Quân bị phát hiện, có đi thám hiểm hay không? Vũ Văn Thiên đến tìm hắn, "Ồ, Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái." Tại sao ngươi có hứng thú như vậy? Không phải hắn tự đại, nhưng bọn họ ở trong thánh địa, đạt được tiên thuật chỉ ít cũng là cấp bậc hóa linh chân quân, hoàn toàn không cần đi thăm dò động phủ của hóa linh chân quân. chương 4294, động phủ của hóa linh chân quân. Đương nhiên động phủ của hóa linh chân quân phổ thông thì không đáng tìm tòi, nhưng người này khác biệt. Vũ Văn Thiên lắc đầu, nói, bởi vì vị hóa linh chân quân này là đại đan sư, địa cấp thượng phẩm. Lăng Hàn lúc này mới a à một tiếng, hắn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Thế nào, động tâm sao? Vũ Văn Thiên cười nói. Ân, đúng thế, Lăng Hàn gật đầu, hắn cảm thấy hứng thú đương nhiên không phải đan dược, mà là đan phương. Cho dù chịu dùng tiền, trên tinh võng cũng có đan phương không mua được, bởi vì có chút đan dược cũng không khó luyện nhưng nhu cầu rất lớn, cho nên đan phương biến thành bảo bối, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đây là lợi ích, cho nên, Lăng Hàn muốn có nhiều đan phương hơn, đi tìm động phủ của đan đạo đại sư cổ đại là việc phải làm tên hóa linh chân quân kia tên là Tôn Toàn, hóa đạo cách hiện nay không khoảng 3.000 năm. Vũ Văn Thiên nói, ai, thời gian quá lâu, có lẽ phần lớn đan dược bị phong hóa, không thể lại phục dụng. Người đạt được tin tức ở đâu? Lăng Hàn hỏi, tinh võng, có người chuyên bán tin tức như thế. Vũ Văn Thiên nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu đi chậm, chúng ta sẽ không vớt được cái gì cả. Được, Lăng Hàn gật gật đầu, gặp được loại chuyện này, đây là thời điểm thể hiện hữu nghị, Vũ Văn Thiên lại đi gọi Ngô Khởi Nguyên, nghĩ nghĩ, lại gọi cả Hoàng Lăng Vân cùng Mục Long đi cùng, bởi vì nữ hoàng, đại hắc cầu đang sung kích chú đỉnh, Lăng Hàn sẽ không gọi bọn họ. Một nhóm năm người xuất phát đi tới cổ động phủ của Tôn Toàn. Tôn Toàn rất nổi danh, mặc dù chỉ là đan sư địa cấp thượng phẩm, nhưng hắn nắm giữ mấy đan phương sớm thất truyền, bởi vậy hắn luyện được đan dược phi thường được hoan nghênh, cho dù đi tới nơi nào cũng thành khách quý, cả đời hắn không thu đổ đệ, bởi vậy sau khi hắn chết, mấy tấm đan phương kia cũng thất truyền nếu như đám người bọn họ có thể tìm được mấy tấm đan phương thất truyền kia tự nhiên lời to bọn họ có nghĩ qua cần nhờ đan phương kiếm tiền bởi vì lăng hàn biết luyện đan nếu cất giấu đan phương như vậy có thể tối đại hóa lợi ích đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ đạt được đan phương tư liệu cổ động phủ của tôn toàn đã bán ra trên tinh võng cho nên có không ít người đi tìm vận khí thậm chí có khả năng có cường giả sinh đan cảnh chân ngã cảnh bởi vậy năm người lăng hàn có thể có thu hoạch hay không còn khó nói cho nên, thời gian hiện tại phi thường quý giá. Cổ động phủ nằm ở cửu dương tinh, đó là tinh thể cách đây không xa, đương nhiên không xa là dùng đơn vị tinh tế đánh giá, nếu như dùng nhục thân bay qua, ít nhất cần thời gian vài chục năm mới đến nơi. Còn tốt chính là, có truyền tống trận có thể tới nơi. Năm người giao đạo thạch, bọn họ lập tức xuất hiện trên tinh thể khác. Tinh thể có màu xanh lam, cũng không phải diện tích biển cả rộng lớn, mà là khắp nơi sinh trưởng một loại thực vật màu xanh lam trải rộng toàn bộ tinh thể, bởi vậy nếu nhìn từ tinh không sẽ thấy nơi này có màu như nước biển ra khỏi truyền tống trận bọn họ lập tức phát hiện nơi này náo nhiệt ong 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 truyền tống trận liên tục phát sáng gần như mỗi lúc đều có người tới càng về sau vì phòng ngừa truyền tống trận sử dụng quá độ mà hư mất người phụ trách nơi này không thể không đóng truyền tống trận cho trận cơ nghỉ ngơi t những người này đều tới đây tìm động phủ của tôn toàn lăng hàn mở nhãn thuật nhìn một chút tâm thần rung động ở trong đó có không ít cường giả sinh đan cảnh một khi gặp phải đối thủ cạnh tranh như thế, trừ phi sớm bố trí xuống tam tương bảo bình trận, bằng không lăng hàn cần sử dụng thiên đạo hỏa trong hỗn độn cực lôi tháp. Đi, năm người lên đường, với cước lực của bọn họ, chỉ cần tốn thời gian nửa ngày là tới động phủ của tôn toàn. Nó nằm trong một ngọn núi thấp, ban đầu có trận pháp bảo vệ, nhưng tôn toàn đã hóa đạo 3.000 năm, thiên địa đại thế đang thả lỏng biến hóa, bởi vậy, trận pháp cũng dần dần đã mất đi tác dụng, từ đó động phủ xuất hiện trước mặt người đời. Có thể nhìn rõ hai chữ Tôn Phủ trước cửa động phủ. Kết hợp tư liệu Tôn Toàn lúc tuổi già ở lại trong tinh thể này, bởi vậy nhận định đây là động phủ của Tôn Toàn là có căn cứ. Nhưng hiện tại cũng không người tiến vào, bởi vì trận pháp bảo vệ Tôn phủ có hai bộ phận, một bộ phận là chướng nhãn trận, thứ này đã mất hiệu lực, nhưng còn có một bộ phận là phòng ngự, một khi có người xâm nhập, nó sẽ phát động công kích 10 phần ác liệt, cho dù là sinh đan cảnh cũng gánh không được trước mắt còn không có cường giả chân ngã cảnh giá lâm không có cách nào cưỡng ép phá trận chỉ có thể đi mời trận sư lăng hàn ngươi là trận sư đúng không vũ văn thiên hỏi lăng hàn biết hắn có ý gì gật gật đầu ta đến phá trận hắn vòng quanh ngọn núi này một vòng hắn nhanh chóng phát hiện đầu mối như thế nào thấy hắn trở về bốn người đều hỏi đi theo ta lăng hàn đang muốn bắt đầu phá trận nhưng vừa mới cắm trận cơ đầu tiên xuống liền có người bay xẹt tới quát hỏi các ngươi chơi cái gì, làm gì, còn không rõ ràng sao. Vũ Văn Thiên hừ một tiếng, nói, đương nhiên là phá trận, không thì còn có thể làm gì. Không được, người kia vô cùng ngang ngược quát, chúng ta mời trận sư còn chưa tới, các ngươi không được phép phá trận. Khốn kiếp, đây là lý do gì? Năm người lăng hàn nổi giận, các ngươi cũng quá bá đạo rồi. Nguyên Trung, xảy ra chuyện gì? Một nam tử trung niên bước tới, người vừa rồi thi lễ, nói, cửu thúc gia, bọn họ muốn phá trận. Nha, người trung niên nhìn sang, nói, tào ra chúng ta tới trước, cho nên, chúng ta phá trận trước, các người không có ý kiến chứ. Không có ý kiến mới có quỷ, ngô khởi nguyên giận dữ, hắn muốn lao ra đánh nhau, đầu óc của hắn đơn giản nhất, lười nhác suy nghĩ nhiều, chỉ biết một chữ, đánh. Lăng Hàn giữ hắn lại, đương nhiên không có ý kiến, nghe Lăng Hàn nói như vậy, đám người Vũ Văn Thiên ngậm miệng lại. Vậy thì tốt, người trung niên gật đầu, sau đó giống như rất tùy ý hỏi các ngươi là người cửu dương thánh địa đúng thế lăng hàn lại nói đi thôi người trung niên phất phất tay năm người lăng hàn lui trở về ngoá quá khó chịu tạo ra quá bá đạo vũ văn thiên nhịn không được mắng lăng hàn lắc đầu vừa rồi người kia đã động sát ý với chúng ta bởi vì hắn đoán chúng ta là người cửu dương thánh địa trên người có liên tiếp khí tủy thời câu thông mạng lưới của thánh địa cho nên mới xác nhận một câu bỏ đi chủ ý ác như vậy hoàng lăng vân kinh ngạc sinh đan cảnh đấy hắn có khả năng miểu sát chúng ta. Lăng Hàn chậm rãi nói, đây cũng là hắn nhượng bộ nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn nhất định phải tế ra thiên đạo hỏa tới. Bốn người Vũ Văn Thiên nghĩ mà sợ, chứ nhìn bọn họ ngày sau cả đám đều khả năng đạt tới cấp giáo chủ, nhưng bây giờ một sinh đan cảnh cũng có thể tùy tiện lấy mạng bọn họ. Vừa rồi, bọn họ đã dạo qua trước quỷ môn quan một vòng. chương 4295, phản kích, ác như vậy, Vũ Văn Thiên cau mày, ngô khởi nguyên gật gật đầu, Ta cảm giác sát khí của tên kia, đối với năng lực cảm ứng của Ngô Khởi Nguyên, không ai hoài nghi, đây là một người đơn thuần, cũng là người lớn lên trong đám hung thú, hắn mẫn cảm với sát khí nhất. Nếu nói như vậy, chúng ta không phải tới từ thánh địa, vừa rồi sẽ mất mạng. Hoàng Lăng Vân kêu lên một tiếng, năm người đều nhìn hai người tào ra hai rời đi, trong nội tâm đầy lửa giận. Di tích cổ là thứ vô chủ, tất cả mọi người có thể đi thăm dò, hơn nữa, hiện tại còn chưa đi vào căn bản không tính là đối thủ cạnh tranh, như vậy đã động sát ý. Biên rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến, Lang Hàn nói, hắn không giận không sợ hãi, nếu vừa rồi đối phương thật muốn xuất thủ, hắn sẽ trực tiếp thả ra Thiên Đạo Hỏa, xem ai lợi hại. Cũng không lâu lắm, Tào ra mời trận sư đã đến, bắt đầu phá trận. Tên trận sư có trình độ không tồi, hắn nhanh chóng tìm ra manh mối, chậm rãi tiến lên phía trước. Sau khi hắn tiến lên một đoạn lại nói với người Tào Gia đuổi theo, muốn phá trận pháp Trình độ của hắn vẫn còn kém một chút, nhưng chỉ tìm kiếm con đường an toàn thì đơn giản. Thật sự là làm người ta tức giận, bọn chúng đi vào đầu tiên. Vũ Văn Thiên vỗ đùi, hắn rất không cam lòng. Lang Hàn nở nụ cười, chuyện không có đơn giản như vậy, chuẩn bị chiến đấu. A, à, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Vũ Văn Thiên hỏi, bọn họ không vượt qua nổi. Lăng Hàn tự tin nói ra, hắn hiện tại là cao thủ trận đạo, hắn có thể nhìn ra trình độ của tên trận sư kia. Cho đối phương đầy đủ thời gian người kia có thể tìm ra một lộ tuyến an toàn, nhưng hắn quá tự tin, trước đó còn cẩn thận thăm dò, nhưng sau khi nắm giữ mấy cái tiết điểm, hắn tự cho rằng đã thăm dò toàn bộ, mang người sông vào trong, từ đó trôn xuống tai họa ngầm, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, vậy thì sẽ tạo thành tai nạn. Lăng Hàn tin tưởng, việc này sẽ diễn ra, quả nhiên, qua 10 phút sau, nghe thấy đám người tào ra bên trong hô to hoảng hốt, một tia sáng xuất hiện, oanh, năng lượng cuồng bạo nổ tung, giống như có một vị cường giả tuyệt thế đang xuất thủ trận pháp bị phát động đây chính là trận pháp giảo sát sinh đan cảnh nó vừa phát động người tào ra lập tức gặp vận rủi lớn chỉ là đợt công kích thứ nhất mà thôi tào ra đã mất đi một nửa người ba tên sinh đan cảnh cầm đầu bắt đầu mang theo những người còn lại rút lui nhưng trong lúc vội vàng bọn họ đã rối loạn không thể hoàn toàn dựa theo điểm đặt chân lúc trước đi ra ngoài lần này tốt rồi trận pháp lại bị phát động sát cơ ập tới oanh 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 ánh sáng sáng rực vô cùng kinh khủng cuối cùng Tào ra chỉ có ba người trốn thoát, chính là ba tên sinh đan cảnh, nhưng mỗi người đều trọng thương. Bọn họ muốn bảo vệ vài tộc nhân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì tự vệ đã khó khăn, còn muốn mang người ra. Bọn họ sẽ nằm lại bên trong, ánh mắt lăng hàn lóe sáng, hắn xông ra ngoài. a, à, người muốn đánh lén ba tên sinh đan cảnh sao? Lăng hàn, không nên vọng động, mặc dù bọn họ trọng thương, nhưng dù sao vẫn là sinh đan cảnh. Vũ Văn Thiên vội vàng khuyên nhủ, nhưng ngô khởi nguyên lại giống lên bọn họ xông tới ngoá hắn mắng một tiếng vội vàng đi theo hoàng lăng vân và mục long nhìn xem cũng lao tới thấy khí thế lăng hàn hùng hổ xông tới ba tên sinh đan cảnh tào ra cười lạnh cho rằng bọn họ bị thương thì có thể chiếm tiện nghi tiểu tử người nghĩ nhân lúc cháy nhà hôi của sao người trung niên xua đuổi đám người lăng hàn lúc trước nói ra hắn nói xong liền phát động công kích hắn không quan tâm phong phạm cao nhân tiền bối Hắn hiện tại bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn có thể oanh sát chú đỉnh, như vậy tổn thương càng thêm tổn thương, cho nên, hắn tự nhiên không nghĩ chiến đấu, hắn muốn xuất thủ trước. Lăng Hàn không cảm thấy quái lạ, có ít người không nói nguyên tắc như thế. Hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hỗn độn khí bao phủ, sau đó lôi đỉnh oanh kích tấn công người tàu ra. Bang, trung niên của tào ra oanh kích hỗn độn khí, khó khăn lắm mới đánh xuyên qua, nhưng Lăng Hàn còn có màn sáng tinh thần hộ thân, hắn có thể dễ dàng hóa giải một kích vừa rồi, lôi đỉnh oanh kích, nam tử trung niên kia hét thảm một tiếng, hắn đã bị thương trồng chất, hiện tại vết thương càng lớn, hắn càng bi thảm. Kết quả quá bất ngờ, sinh đan bị thương vẫn là sinh đan cảnh, tại sao lại bị một tên chú đỉnh làm bị thương? Tiểu tử ghê tởm, nam tử trung niên cắn răng, bị hỗn độn cực lôi tháp oanh chúng một kích, hắn tổn thương nặng hơn, chẳng những đau đớn, hơn nữa còn giảm đi ba phần thực lực. Cũng bởi vì hắn là sinh đan cảnh, nếu không đổi lại cao thủ chú đỉnh, chúng một kích như vậy sẽ không có năng lực đứng lên âm ầm, ầm ngô khởi nguyên đã giết tới hắn như man thú va chạm với nam tử trung niên nam tử trung niên kia tức điên hiện tại tiểu bối chú đỉnh đều không biết sợ hay sao hắn hét lớn một tiếng hắn oanh kích ngô khởi nguyên lang hàn tin tưởng ngô khởi nguyên sẽ đối phó được nam tử trung niên kia dù sao đối thủ đã trọng thương còn bị hắn dùng hỗn độn cực lôi tháp đánh một cái chiến lực nhiều nhất chỉ bằng ngũ đỉnh đến lục đỉnh hơn một năm qua ngô khởi nguyên đã đạt tới tứ đỉnh đỉnh phong hẳn có lực đánh một trận hắn để mắt tới hai người khác sẽ không cho bọn họ cơ hội trợ giúp giết hai người kia không nói nhảm trước tiên vận dụng pháp khí một người dùng thương một người dùng đao tấn công lăng hàn bọn họ đều biết thực lực lăng hàn cực mạnh không thể xem như chú đỉnh cảnh bình thường lăng hàn thong dong tỉnh táo hỗn độn cực lôi tháp treo trên đỉnh đầu hỗn độn khí bao phủ đây cũng là phòng ngự cường đại nhất cấp bậc chú đỉnh lại thêm phía sau còn có màn sáng tinh thần trên người còn mặc một bộ chiến giáp phòng ngự của hắn rất cao Hắn một mình chiến với hai tên sinh đan, nếu việc này truyền đi, tuyệt đối sẽ để người chấn kinh. Một chú đỉnh lại có thể địch nổi hai tên sinh đan. Không có biện pháp, ai bảo hai người kia đều trọng thương, mặc dù tình huống như vậy nhưng nhiều lắm chỉ có chiến lược bắt đỉnh, cho nên khó làm gì được lăng hàn. Đại chiến kịch liệt, lăng hàn cũng không dám chủ quan, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sinh đan cảnh khẳng định nắm giữ bí pháp gì đó, một khi bộc phát có thể sẽ cực kỳ khủng bố. Muốn chết, một tên sinh đan cảnh phóng xuất ra khí tức bản thân, đây là thủ đoạn tốt nhất đối phó võ giả cấp thấp. Nhưng lại không hiệu quả với Lăng Hàn, ngược lại bị Lăng Hàn dùng một kích sát khí xung kích đánh ra, thân thể hai người cứng lại. Lúc này, ba người Vũ Văn Thiên cùng lao đến, ba người các người đối phó một người, chỉ cần kiềm chế là tốt rồi. Lăng Hàn nói, hắn nhường một đối thủ cho ba người kia, hắn độc chiến nam tử trung niên áo xanh. Chương 4296, diệt sát sinh đan năm chú đỉnh chiến ba sinh đan, trong tình huống bình thường sẽ là chuyện cười, cũng không cần ba sinh đan, chỉ cần một tên sinh đan cảnh xuất thủ là có thể diệt năm tên chú đỉnh, thậm chí 50, 500 chú đỉnh, nhưng tình huống hiện tại đặc thù, ba sinh đan đều bị trọng thương, thực lực còn ít hơn một phần 10 trước kia, việc này sẽ khác. Dù là như thế, bên trong ba sinh đan vẫn có hai người chiếm cứ thượng phong, trừ lăng hàn có thể đối kháng ra, hai bên kia đều là sinh đan cảnh chiếm thượng phong. Còn tốt chính là, đám người vũ văn thiên tạm thời còn có thể chống đỡ được sinh đan dù sao cũng là sinh đan cho dù rồng bơi nước cạn vẫn hùng hổ không gì sánh bằng lang hàn biết hắn nhất định phải đánh vỡ cục diện hiện tại hắn hét lớn một tiếng phát động yêu hầu quyền ông khí tức đáng sợ lưu chuyển hắn giống như thiếu niên đại đế có phong thái vô thượng cái gì đối thủ của hắn sợ hãi một chú đỉnh mà thôi tại sao lại phát ra khí tức làm hắn mềm yếu vô lực như vậy oanh đúng lúc này Lăng Hàn đã đánh ra một quyền, năng lượng vô tận ngưng tụ vào quả đấm của hắn, tập trung bộc phát vào một điểm. Nam tử áo xanh muốn tránh, nhưng Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích đánh ra, hắn cứng lại và bỏ qua cơ hội tránh né tốt nhất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngăn cản. Bành, trong một kích này, tên sinh đan cảnh kia bị đánh bay ra ngoài, cả người phun máu tươi, nhưng làm cho người ta khiếp sợ là hắn lại không chết. Khốn kiếp, sinh đan cảnh khó giết như vậy, Lăng Hàn áp chế huyết khí sôi trào, hắn giết tới. Hàn Long, hai người tào ra khác gào lên, vội vàng tiến tới tương trợ, lại bị ngô khởi nguyên, Vũ Văn Thiên kéo chặt, nhưng bọn họ cũng bỏ ra cái giá lớn, thương thế trên người nặng thêm mấy phần. Sinh đàn cảnh điên cuồng rất đáng sợ, một bên khác, Lăng Hàn đã đuổi kịp nam từ áo xanh, lại đánh ra một quyền, mà hỗn độn cực lôi tháp bộc phát lôi đình, muốn oanh sát đối thủ. Bành, 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 nam tử áo xanh chống đỡ, nhưng hắn ăn một kích yêu hầu quyền, đây chính là đế thuật, làm sao có thể không thương tổn, hắn bị lăng hàn oanh kích như thế hắn càng không chịu đựng nổi mỗi khi tiếp một quyền miệng hắn sẽ phun máu tươi thậm chí còn có mảnh vỡ cơ quan nội tạng hắn tiếp chừng trăm quyền cuối cùng đã đến mức đèn cạn dầu ầm toàn thân nổ tung lăng hàn không buồn không vui hắn xoay người lại và nhìn hai tên kia hai người tào ra sợ hãi một tên tộc nhân sinh đan cảnh đã bị lăng hàn đánh nổ bọn họ có thể may mắn thoát khỏi hay không không được phải phá vây thương thế của bọn họ quá nặng hiện tại không chấn áp nổi vài tên chú đỉnh cảnh nhưng chỉ cần bọn họ ổn định thương thế cho dù không cần khỏi hẳn muốn giết chú đỉnh còn không phải chuyện lật tay hay sao đi hai người muốn phá vây nhưng bốn người ngô khởi nguyên cũng bắt đầu liều mạng cuốn lấy hai người lăng hàn thét dài một tiếng giết trở về hai người tào ra đều hối hận không gì sánh được sớm biết như thế bọn họ cần gì quan tâm người cửu dương thánh địa hay không gặp gỡ nên động thủ giết chết nếu không sẽ không có chuyện xấu như hiện tại hiển nhiên Bọn họ hối hận cũng muộn rồi, Lăng Hàn lại thi triển chiến, chiến thần tam thức, đây chính là thánh thuật, mặc dù không phải tuyệt chiêu cực kỳ tinh diệu, chỉ vài chiêu, tên sinh đan cảnh Tào gia đã bị đánh trọng thương, chiến lực lại sụt giảm mấy phần. Hiện tại, một mình Lăng Hàn độc chiến một người, Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên liên thủ vây công tên sinh đan cảnh khác của Tào gia. Thắng lợi đã nghiêng về bên đám người Lăng Hàn, cho dù là Lăng Hàn hay bốn người Ngô Khởi Nguyên, bọn họ đều chiếm cứ thế thượng phong. Đến so tài một chút xem ai giải quyết chiến đấu đầu tiên lăng hàn nói tốt bốn người ngô khởi nguyên đáp ứng chẳng lẽ bốn người bọn họ liên thủ cũng không bằng lăng hàn sao giết 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 hai người tào ra tức giận bọn họ chính là sinh đan cảnh hiện tại biến thành đạo cụ tỷ thí của chú đỉnh cảnh làm sao chịu nổi hừ hai tên sinh đan cảnh phóng thích khí thức tự thân tiến hành áp chế tinh thần quả nhiên bốn người ngô khởi nguyên bị ảnh hưởng trong khi xuất thủ đã không có lực hơn rất nhiều nhưng lăng hàn lại không bị ảnh hưởng, hắn suốt chiêu hùng hổ, thậm chí sát khí sung kích ảnh hưởng tên sinh đan cảnh kia. Hai tên sinh đan hoảng hốt, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết hay sao? Mấu chốt bọn họ tiến vào trận pháp đã tiêu hao tất cả bí bảo cùng thủ đoạn, hiện tại bọn họ muốn liều mạng cũng không được. Lẽ nào phải chết trong tay đám chú đỉnh hay sao? Bọn họ không cam lòng, liều mạng, hai sinh đan cảnh đều nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đột phá. Bọn họ hoàn toàn không thấy công kích, chỉ một lòng phá vây. Đối thủ của Lăng Hàn kêu thảm thiết, ầm, hắn ngã xuống đất. Thực lực của Lăng Hàn không bị khí tức sinh đan cảnh áp chế, hắn dám không nhìn Lăng Hàn công kích, chẳng phải muốn chết hay sao? Nhưng người cuối cùng của Tào gia đã giết ra ngoài, hắn quay đầu nhìn hai tên đồng bạn nằm trên mặt đất, lại nhìn năm người Lăng Hàn, hắn nhớ kỹ năm tên này, chờ sau khi chữa lành thương thế sẽ giết trở về, lấy mạng năm người này. Sau đó, hắn quay đầu, hắn muốn phi nước đại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đổ mồ hôi lạnh như mưa. Bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một người, Lăng Hàn, làm sao có thể, tại sao tốc độ của gia hỏa này nhanh như vậy? Lăng Hàn không nói một câu, hắn xuất ra một quyền. Sinh Đan Cảnh vội vàng chống đỡ, ầm, tiếp một quyền mà thôi, hắn liên tục bại lui. Người này chính là kẻ giao thủ với Lăng Hàn lần đầu, sớm bị hỗn độn cực lôi tháp trọng thương, hiện tại liều mạng với Lăng Hàn, hắn là đối thủ hay sao? Liên tiếp mười mấy quyền, hắn bị Lăng Hàn đánh nổ. Ha ha, Lăng Hàn chúng ta thắng. Vũ Văn Thiên cười nói, bốn người đã giết chết tên sinh đan thứ hai của Tào Gia. Hắn bị Lăng Hàn đánh ngã, bốn người Vũ Văn Thiên thừa cơ xuất thủ lấy tính mệnh đối phương. Lăng Hàn cười một tiếng, đương nhiên sẽ không nói hành vi mưu lợi của bọn họ. Dùng tu vi chú đỉnh đấu với sinh đan, bốn người không tụt lại phía sau, hắn rất cao hứng. Tình bằng hữu sâu hơn một ít, đến, vơ vét một chút, bọn họ lục soát thi thể ba tên sinh đan cảnh, nhưng trên người ba người kia đã hao hết bảo vật trong trận pháp có lẽ còn có chút tích lũy nhưng khẳng định đều nằm trong tài khoản tinh võng hiện tại ta bắt đầu chán ghét tinh võng vũ văn thiên thở dài đồng cảm những người khác cũng gật đầu tân tân khổ khổ chém giết ba sinh đan thu hoạch được mấy khối đạo thạch bọn họ phiền muộn cỡ nào hơn nữa trừ lăng hàn ra bốn người ngô khởi nguyên đều bị thương không nhẹ đầu tiên phải khôi phục một chút chúng ta lại vào động phủ lăng hàn nói Bốn người ngô khởi nguyên không cậy mạnh, tiếp nhận đan dược chữa thương và bắt đầu khôi phục. Sau gần nửa ngày, bọn họ đứng lên, mặc dù chưa khôi phục tới tình trạng tốt nhất nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không người tới sẽ càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn vừa định bắt đầu phá trận, xeo, trên bầu trời xuất hiện vài người, lại có người tới. chương 4297, nắm tay, Lăng Hàn ngừng lại, có mấy đạo nhân ảnh trực tiếp đáp xuống cách bọn họ không xa xôi. Đối phương có 5 người, theo thứ tự là ba nam hai nữ, ánh mắt lăng hàn lại bị một tên nam tử hấp dẫn. Không phải đối phương đẹp trai đến kinh thiên động địa, mà là khí tràng của người này quá cường đại. Hắn chỉ là chú đỉnh nhưng đứng đó giống như lỗ đen, có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi ánh mắt. Hắn cũng rất anh tuấn, dáng vẻ đường đường, ngũ quan như đao gọt, hình thể rõ ràng, sợi tóc đen tỏa sáng giống như mỗi sợi tóc đều là tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, ánh mắt lăng hàn mới nhìn sang một nữ tử. Đẹp, đẹp đến mức kinh người. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, cho dù nữ hoàng, hổ nữ ở trước mặt nàng cũng không chiếm thượng phong, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ cảm giác không thích hợp cực nhanh. Nữ tử kia đứng đó nhưng lại giống như không khí, làm cho không người nào có thể khóa chặt. Nếu không phải nàng là tiên thiên thần thể, như vậy nàng tu hành công pháp đặc thù nào đó. Nhóm người này là, Lăng Hàn lại nhìn sang hai nam tử, hắn lập tức phán định thân phận là người đi đường. Lục Kỳ, Tống Lam, bởi vì hắn đã nhìn thấy cha hổ cùng trình báo, cho nên không cần nói, nam tử kia chính là Lục Kỳ, nữ nhân đi cạnh Lục Kỳ là ai? Tống Lam, gia nhân tuyệt sắc bài danh thứ 9 tuyệt sắc bảng. Đúng thế, đẹp tuyệt nhân gian, tuyệt không thể tả. Lục Kỳ nhìn sang Lăng Hàn một chút, cũng không nói lời nào, nhưng trình báo quát lớn. Lăng Hàn, gặp chủ nhân của ta còn không hành lễ. Thái độ từ trên cao nhìn xuống, ngạo mạn giống như chó săn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn nhanh chân tiến lên, Tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn sợ hãi, dù sao Lục Kỳ chính là siêu cấp cao thủ bài danh 19 trên tinh võng, trên lý luận chỉ có 18 người trong chú đỉnh cảnh có thể thắng hắn, tinh không lớn như thế, cho dù hắn cao ngạo gấp trăm lần cũng không có người cho rằng không ổn. Bốn người ngô khởi nguyên, Vũ Văn Thiên cảm thấy khó chịu nhưng biết Lăng Hàn lựa chọn im lặng mới là tốt nhất, hiện tại như không cúi đầu, chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Kỳ ngạo nghễ, khóe miệng cười khinh thường, hư, cái gì đệ nhất nhân, không có chút cốt khí lăng hàn tiến lên bỗng nhiên hắn vươn tay lên tốc độ cực nhanh hắn lập tức cầm lấy bàn tay ngọc của tống lam lần này quá đột ngột hoàn toàn không có người nào sẽ nghĩ tới lăng hàn lại lớn mật như vậy cho dù là tống lam cũng ngây người đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm vào lăng hàn trong đó bảy phần kinh ngạc ba phần ngượng ngùng nhưng rất nhanh gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên vội vàng rút tay trở về lăng hàn đâu chịu buông tay nói đa tạ tống cô nương vì ta bênh vực lẽ phải ta vô cùng cảm kích Tống cô nương thật không hổ là thiên hạ tuyệt sắc, đẹp đến mức nổi bong bóng. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, tóm lại, hắn lập tức bày tỏ cảm kích với Tống Lam. Tống Lam là vư vật trước mười trên tuyệt sắc bảng, tự nhiên cũng là nhân vật khôn khéo, có việc đời gì mà chưa gặp qua. Nhưng có nam nhân nào dám lớn mật như thế, nắm tay mình trước mặt mọi người. Ra mặt dày cỡ nào, nàng dùng sức đánh, nhưng Lăng Hàn cũng dùng sức cầm, Tống Lam không rút tay được, nhưng nàng vì duy trì phong độ nữ thần cho nên không thể tức giận, dù sao lăng hàn cũng biểu thị cảm kích với nàng từ ý tưởng chân thật của nàng nàng muốn bộc phát tiên thuật chém lăng hàn nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt đối phương luôn duy trì nụ cười nàng hết sức buồn bực nhưng người tức giận nhất chính là lục kỳ phải biết mặc dù hắn tha thiết đeo đuổi tống lam nhưng xưa nay chưa từng tiếp xúc ra thịt hắn nhìn tay ngọc của tống lam rơi vào móng vuốt của lăng hàn nội tâm đầy lửa giận khuôn mặt hắm xanh xám sau đó biến thành màu đen cuối cùng biến thành sát cơ kinh thiên muốn chết hắn gào lên tiếng nói băng lãnh giống như hầm băng bốn người ngô khởi nguyên hoảng sợ ngây người bọn họ cho rằng lăng hàn đi lên nhận thua kết quả tốt rồi ra hỏa này to gan lớn mật chẳng những không sợ ngược lại còn nắm tay lục kỳ không việc này còn khó chịu hơn tát vào mặt đối thủ cả trăm lần thế nhưng mà lục kỳ đã bị chọc giận mà tống lam không có khả năng biện hộ thay lăng hàn lăng hàn làm thế nào hóa giải lửa giận của lục kỳ lăng hàn cũng thu tay về cảm xúc quá tốt không hổ là mỹ nhân thứ 9 trong tinh không. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía Lục Kỳ, nghiêm túc nói. Ngươi là ai, lúc trước Lục Kỳ chúng một vạn tổn thương, lần này nhất định chính là bạo kích. Chết, hắn xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn ngưng quyền đánh trả, ầm, hắn cảm thấy lực lượng to lớn ập tới và đánh hắn bay ra ngoài. Sau đó mỗi một cây xương cốt giống như sắp đứt gãy, có mấy khối cơ bắp bị xé rách, có máu tươi rỉ ra. Không hổ là bát đỉnh, nhìn ép hắn ba tiểu cảnh giới không giống hàng giỏm như tiết chiến, mà là dựa vào chính mình cố gắng khổ tu có được, cần ngộ tính, đại trí tuệ và đại nghị lực, bởi vậy bát đỉnh có sức mạnh hơn xa hung thú, mạnh đến mức sôi người. Giống như lăng hàn, hắn chỉ là ngũ đỉnh lại có thể dễ dàng giết hung thú bát đỉnh. Nếu như cụ thể hóa thực lực của lục kỳ, hắn tương đương với hung thú cửu đỉnh, thậm chí cửu đỉnh đỉnh phong. Không thể địch lại, lục kỳ cười lạnh, hắn lao lên lần nữa. Lăng hàn mở nhãn thuật, Hắn nắm lấy sơ hở của đối phương và tránh thoát một kích này, sau đó há miệng phun canh kim kiếm ra ngoài, bắn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ không dám không nhìn, hắn xuất trưởng đánh nát kiếm khí, nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện một vết máu, có máu tươi dỉ ra. Thấy cảnh này, Trình Báo và cha hổ hoảng sợ, trong chú đỉnh cảnh, có người có thể làm chủ nhân bị thương. Không phải người nào trong 18 cao thủ bài danh trước Lục Kỳ trên tinh võng, mà là một nhân vật không có tiếng tăm gì, Lam Hàn thật sự không có danh tiếng gì. Thật không thể tin nổi, Lục Kỳ nhìn tay mình, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trong cùng cảnh giới, ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương. Trong bài danh chiến trên tinh võng, mặc dù hắn thua nhưng đó là niệm lực thể chiến đấu, nhục thể không có khả năng bị thương. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, "Vậy ngươi nên làm quen đi, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội bị đòn." Lục Kỳ sầm mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trên thực tế Lăng Hàn đang tuyên dương chính mình cường đại. Nói năng lỗ mãng, không biết tốt xấu hắn lao tới lần nữa, lần này hắn vận dụng một loại tiên thuật nào đó, song trường khép mở tỏa ra tiên quang vô thượng, mỗi một đạo đều có uy lực vô tận. Lăng Hàn dùng màn sáng tinh thần ngăn cản, màn sáng bị đánh vỡ vụn. Không phải màn sáng tinh thần không mạnh, mà là ăn thiệt thòi trên cảnh giới, dù sao Lăng Hàn vẫn chỉ là ngũ đỉnh. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai, thân thể phiêu hốt, cho dù là Lục Kỳ cũng không có cách gì bắt giữ. Thú vị, Lục Kỳ nói, thiên ti võng, hắn quát lớn, vô lượng tiên quang đan sen hóa thành tấm lưới lớn. Chương 4298, chiến lục kỳ. Tấm lưới vây quanh và khóa cứng tất cả lộ tuyến bỏ trốn. Lục Kỳ cũng giết tới, ánh mắt sắc bén, khi thế dọa người. Hắn đã động sát ý, muốn đánh chết Lăng Hàn tại chỗ. Dám đụng đến nữ nhân hắn nhìn chúng, chỉ có một con đường chết, đừng mong có người cứu hỗn đản này. Lăng Hàn thở dài, kém ba tiểu cảnh giới, hơn nữa bản thân Lục Kỳ là thiên tài bài danh 19 trên tinh võng, chiến lực thực quá cường đại. Ông, sát khí xung kích ập tới, cho dù lục kỳ chính là kỳ tài ngút trời thì như thế nào, tâm thần bị đoạt, hắn lâm vào trạng thái mê mang ngắn ngủi. Lăng hàn thoát ra, tấm lưới năng lượng biến mất, lục kỳ tỉnh táo lại, sắc mặt lạnh lùng, không ngờ người còn có pháp khí niệm lực, pháp khí niệm lực như thiên văn ngọc ném ra sẽ tạo thành tổn thương vật lý, cũng có trực tiếp tác dụng lên thần hồn, thậm chí có thể oanh phá thức hải. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Lăng Hàn dùng bí pháp nào đó mới ảnh hưởng đến chính mình, bởi vì hắn tin tưởng với thần trí của mình, cùng giai không thể công phá. Lăng Hàn cũng không giải thích, đối phương nghĩ thế nào là việc của đối phương, việc này không có ý nghĩa, cho dù hắn giải thích, người kiêu ngạo như Lục Kỳ sẽ tin hay sao? Hắn phát động chỉ xích thiên nhai, tiến hành phản kích. Lục Kỳ thong dong tự nhiên, ưu thế của hắn quá rõ ràng, song trường tùy ý oanh kích và tỏa ra uy thế vô địch. Nhưng Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích, hắn sẽ trúng chiêu mặc dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng cũng làm loạn tiết tấu của hắn từ đầu đến cuối không có cách gì biến ưu thế thành thắng lợi mấy chục chiêu qua đi sắc mặt lục kỳ tối tăm như mực hắn là bát đỉnh lăng hàn chỉ là ngũ đỉnh nhưng hắn chậm chạp không làm gì được lăng hàn phải biết tu vi kém một đỉnh thực lực sẽ hoàn toàn nghiền ép hắn không thừa nhận nổi cục diện như vậy nếu như tin tức truyền đi hắn nhất định sẽ mất hết thể diện từ đó làm người ta hoài nghi bài danh 19 của hắn có tiếng không có miếng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, oanh, trong cơ thể có tiếng sấm, toàn thân biến lớn vô hạn, chỉ trong nháy mắt từ người bình thường biến thành cự nhân. Oanh, hắn xuất trưởng, một trường che khuất bầu trời, công kích như vậy làm sao cản nổi, âm, bàn tay đập xuống, vùng đất chấn động như địa chấn. Lục kỳ lắc người một cái, lại biến thành hình thể bình thường. Đây không phải bí pháp gì, mà là hắn nắm giữ thần thông. Đại lực kim cương thể, một trong các tiên thiên thần thể cường đại nhất. Hừ, chỉ một kích như thế, Lăng Hàn sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà, một tòa bảo tháp chìm nổi ẩn chứa hỗn độn khí, mơ hồ có thể thấy được bóng người bên trong. Lăng Hàn, Lục Kỳ biến sắc, hắn không thể xử lý Lăng Hàn. Phải biết, đại lực kim cương thể quá cường đại, cường đại đến thậm chí hắn rất khó điều khiển, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 2 đến 3 lượt. Nhưng nhìn bộ dáng Lăng Hàn, rõ ràng không hề tổn thương gặp quỷ, hắn nhanh chóng để mắt tới hỗn độn cực lôi tháp, trực giác làm hắn tin tưởng, Lăng Hàn có thể tránh thoát một kích bộc phát của hắn hoàn toàn là nhờ vào bảo khí này. Càng xem, hắn càng phát hiện bảo khí kia bất phàm, hắn có ham muốn mãnh liệt chiếm làm của mình. Hắn lại vận chuyển tiên thiên thần thể, hình thể phóng đại, sau đó một trưởng bắt lấy Lăng Hàn. Hình thể lớn đại biểu cái gì? Lực lượng lớn, ví dụ như con kiến, cho dù là lực sĩ trong bầy kiến, nhưng gặp phải nhân loại thì sao? cho dù là đứa bé cũng có thể bóp chết con kiến. Bởi vậy, Lục Kỳ vận chuyển Tiên Thiên Thần Thể, lực lượng của hắn tăng vào sánh ngang sinh đan cảnh sơ kỳ. Hắn một tay bắt lấy Lăng Hàn, nhưng hỗn độn cực lôi tháp bạo phát hỗn độn khí tạo thành phòng ngự cường đại, cũng bảo vệ Lăng Hàn vào trong. "Nát cho ta!" Lục Kỳ hét lớn, giọng nói như sấm sét. Hắn dùng sức siết chặt tay phải, muốn phá nát hỗn độn khí, sau đó bóp nát Lăng Hàn. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, hỗn độn cực lôi tháp là đế binh tương lai nhưng nói là pháp khí mạnh nhất trong chú đỉnh cảnh nhưng chỉ giới hạn trong chú đỉnh cảnh mà thôi. Mấu chốt là, hiện tại lục kỳ sánh ngang sinh đan cảnh, mặc dù chỉ là sinh đan yếu nhất. Sinh đan nghiền áp chú đỉnh, bởi vậy, hỗn độn khí vỡ tan, mặc dù hỗn độn cực lôi tháp không ngừng bạo phát hỗn độn khí, nhưng vẫn bị phá hư nhanh chóng. Đúng lúc này, tư, lôi đỉnh sôi trào, lục kỳ gào lên, hắn buông tay, lực lượng của hắn sánh bằng sinh đan, cũng không đại biểu phòng ngự cũng như thế, hỗn độn cực lôi tháp phản kích quá lăng lệ. Xeo, lăng hàn và hỗn độn cực lôi tháp cùng rơi xuống, nhưng ngay sau đó, hắn đã là ngự khí bay đi, hắn tấn công lục kỳ, phát động đại la thiên bảo thuật, quang hoa huyễn lệ, ký hiệu lưu chuyển thành phiến. Lục kỳ miễn cưỡng chống mấy chiêu, thân thể hắn thu nhỏ, hắn không thể duy trì hình thể quá lâu. Hắn cao mày, bảo khí cường đại vượt qua suy nghĩ của hắn, lại có thể miễn cưỡng địch nổi sinh đan cảnh. Ghê tởm, nếu như tiên thiên thần thể của hắn có thể vận dụng thời gian dài thì tốt rồi. Lăng Hàn cũng hồi hộp, Lục Kỳ đúng là cường đại, sau khi vận chuyển tiên thiên thần thể lại phát huy ra chiến lược cấp bậc sinh đan, kém chút oanh phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp, cũng thiếu chút bước ra hắn sử dụng thiên đạo hỏa. Tiên thiên thần thể đỉnh cấp quá kinh khủng, nội tâm nghĩ như vậy, nhưng hắn không do dự lao tới, phát động đại la thiên bảo thuật, hắn tiếp tục oanh kích. Chiến thần tam thức cùng yêu hầu quyền vừa mới dùng qua, khoảng cách vận chuyển lần nữa còn cần thời gian rất dài, cho nên chỉ có thể vận dụng đại thiên la bảo thuật. Lục kỳ nghinh tiếp, hắn muốn oanh sát lăng hàn, đáng tiếc, công kích của hắn chỉ miễn cưỡng oanh phá hỗn độn khí, đừng nói hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống hỗn độn khí cuồn cuộn không dứt, bên trong còn có màn sáng tinh thần, muốn làm lăng hàn bị thương quả thực là si tâm vọng tưởng. Sau khi mở ra hỗn độn cực lôi tháp, muốn sinh ra uy hiếp với lăng hàn, cho dù thế nào cũng phải là yêu nghiệt trong 10 vị trí đầu trên tinh võng, tu ra cửu đỉnh chiến chiến chiến, Lăng Hàn chỉ cần công không cần thủ, tự nhiên chiếm hết tiện nghi, mấy trăm chiêu qua đi, lục kỳ biểu lộ chống đỡ hết nổi. Hắn gầm lên giận dữ, thu tay trở lại, không thể lại đánh, nếu không, hắn sẽ thảm bại. Có bản lĩnh thu bảo khí đánh với ta, hắn khích tướng, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tốt, người tự hủy ba tiên đỉnh, ta cũng không cần pháp khí. Cút, lục kỳ kém chút tức điên lên, hắn tu ra bát đỉnh dễ dàng sao? Dù là thiên tài như hắn cũng không dám bảo đảm trùng tu một lần có thể lần nữa đạt tới bát đỉnh, bởi vì bắt đầu từ lục đỉnh, mỗi khi tu ra một đỉnh đều cần thiên phú, vận khí, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đều là đệ tử đồng tông, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nên tiến vào động phủ trước đi. Tống Lam mở miệng khuyên giải, nàng nhìn Lăng Hàn một chút, lạnh lùng như băng. Chương 4299, nón xanh. Tống Lam cực khó chịu Lăng Hàn, mặc dù nàng là nữ thần mê đảo ngàn vạn nam nhân nhưng từ trước đến nay giữ mình trong sạch chưa từng tiếp xúc ra thịt với nam nhân nào không ngờ lại bị lang hàn cưỡng ép nắm tay nàng tức giận đến mức muốn giết người nàng tức giận thì có thể làm gì lang hàn không phải ái mộ nàng mà chỉ là dùng nàng để chọc giận kích thích lục kỳ mà thôi ngươi nói mặt mũi của nàng đặt ở nơi nào lang hàn cảm giác được hàn ý trong ánh mắt tống lam hắn hơi lo sợ cũng không phải sợ hãi mà là không vững tâm thanh thanh ngươi đến phá trận tống lam không dây dưa việc này quá nhiều mà là quay đầu nói với nữ tử khác nữ tử này tướng mạo thường thường nàng lại có khí chất khó mà nói hết làm cho người ta nhìn rất dễ chịu nàng mỉm cười nói được hiển nhiên nàng là một vị trận sư lăng hàn cười một tiếng nói không cần làm phiền thanh thanh cô nương ta đã hiểu rõ đại khái người đi theo ta là được tống lam hơi kinh ngạc không nghĩ tới lăng hàn lại là trận sư thanh thanh cô nương nhìn thẳng vào lăng hàn nghiêm túc nói Trận pháp nhất đạo, biến hóa ngàn vạn, chỉ cần có chút không đúng sẽ ủ thành đại họa, người không nên khoe khoang. Nàng thấy quá nhiều người khoe khoang trước mặt Tống Lam, kết quả thì sao? Lăng Hàn cười một tiếng, hắn nhanh chân đi vào trong trận. Ngô Khởi Nguyên mỉm cười với Tống Lam, hắn theo sát Lăng Hàn. Ba người Vũ Văn Thiên cũng theo sát phía sau, bọn họ tự nhiên biết trình độ trận đạo của Lăng Hàn kinh người thế nào, lúc trước Giảo Sát Thiết Băng Nguyên vừa rồi cũng nhìn ra trận sư tạo ra có sơ suất từ hai điểm này còn không tin vào thực lực Lăng Hàn sao. Lăng Hàn dẫn đường phía trước, chỉ qua vài bước hắn bước vào trong trận pháp. Gió êm sóng lặng, Tống Lam hơi kinh ngạc, xem ra, nàng đánh giá thấp người cản rỡ kia rồi. Đi, bọn họ cũng tiến vào trong trận, nếu Thanh Thanh cô nương là trận sư, như vậy chỉ cần nhìn Lăng Hàn đi một lần là có thể nhớ kỹ điểm đặt chân của hắn, đây là năng lực tối thiểu của trận sư. Có đám người Lăng Hàn đi phía trước, người phía sau tự nhiên có thể yên tâm lớn mật. Không bao lâu, Bọn họ đã vượt qua trận pháp và tiến vào cửa lớn. Nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa đá mở ra, phòng ngự động phủ chính là trận pháp bên ngoài, bên trong sẽ không bố trí cấm chế. Động phủ rất đơn giản, phòng ngủ, đan thất và phòng minh tường, nhưng đan thất rất lớn, trên mặt đất là từng cái trận pháp, đều không giống nhau, đều dùng luyện chế đan dược khác nhau, bốn phía là từng dãy giá gỗ, phía trên đặt vào rất nhiều đan bình. Mọi người vội vàng đi thăm dò đan dược, đối với phần lớn người mà nói, đây là thu hoạch lớn nhất lăng hàn không có hắn đang tìm kiếm đan phương tống lam cũng có mục tiêu khác lực chú ý của nàng không phải giá gỗ mà là phòng minh tường hai người đều không có can thiệp đối phương nhưng rất nhanh bọn họ gần như nhìn thấy một cái ngọc bội pháp khí không gian sao lăng hàn đưa tay tống lam cũng đưa tay qua lần này hai người cũng không phải nắm tay tay ngọc của tống lam bóng loáng như ngọc chỉ phong có thể xuyên thủng tiên kim nữ nhân này thực lực bất phàm tuyệt đối không phải bình hoa trên tay lăng hàn bao phủ màn sáng tinh thần phản thủ làm công hắn bắt lấy cổ tay của tống lam chỉ phong tập kích màn sáng tinh thần không bị xé rách nhưng chỉ xé ra một tia t lực phá hoại đủ kinh người nhưng lăng hàn phản kích đã đến hắn bắt lấy cổ tay của tống lam cổ tay tống lam linh hoạt đảo một cái và hòa thành hình mũi nhọn mổ vào bàn tay lăng hàn lăng hàn mỉm cười năm ngón tay siết chặt hóa thành nắm đấm đánh tống lam bành hai người cũng va chạm thực chất lực lượng phản chấn ập tới hai người lui về phía sau lăng hàn phát động nhãn thuật nhìn sang tống lam lục đình hắn hơi giật mình mỹ nữ lại là lục đỉnh lục đỉnh có thể đọ sức ngang tay với hắn chiến lược nữ tử này quá mạnh nếu như tống lam cũng là bát đỉnh lục kỳ sẽ là đối thủ của nàng sao thầm nghĩ động tác lăng hàn không ngừng lại hắn bắt lấy ngọc bội tống lam cũng không có nhượng bộ nàng cất bước tiến lên cắt ấn điểm đẩy động tác như tiên nữ nhảy múa nhẹ nhàng động lòng người Chiến đấu như vậy kỳ thật phi thường kịch liệt, nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Sau khi giao phong 10 chiêu, tay phải Lăng Hàn giữ lấy cổ tay trái của Tống Lam, nhưng tay phải Tống Lam cũng nắm lấy cổ tay phải của hắn, lại là bất phân thắng bại. Đối với võ giả, mạch môn phi thường trọng yếu, bị đối thủ khống chế, bản thân sẽ gặp bất lợi. Cho nên, hai người bắt lấy mạch môn của đối phương, đều có thể tạo thành tổn thương lớn lên đối phương. Nhưng nhìn từ mặt ngoài, hai người đang nắm tay nhau, động tác quá mập mờ buông tay tống lam nói không dám kinh động đến người khác gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng chỉ một ngày hôm nay nàng bị lăng hàn nắm tay hai lần Người thả ra trước lăng hàn mỉm cười người thả trước sẽ ăn thiệt thòi tống lam sẽ không buông tay nàng nghĩ nghĩ nói ta chỉ cần một phần tư liệu trong ngọc bội những vật khác đều có thể cho về ngươi a à, ngươi nắm chắc đây là pháp khí không gian hay sao lăng hàn hỏi việc này không cần quan tâm tống lam nói nếu nó không phải pháp khí không gian chúng ta tranh đoạt có ý nghĩa hay sao có đạo lý nhưng ta tin tưởng chuyện không có đơn giản như vậy lang hàn lắc đầu tống lam hít một hơi thật sâu tốt ta có thể nói cho người biết sở dĩ tôn toàn có thể trở thành đan sư địa cấp đó là bởi vì hắn đạt được một vị đan sư thiên cấp truyền thừa ta cần chính là đan dược của đan sư thiên cấp để lại ta cho rằng bên trong khối ngọc bội này ẩn giấu tư liệu truyền thừa của đan sư thiên cấp lang hàn nghĩ nghĩ tốt nếu là tư liệu truyền thừa của đan sư thiên cấp, chúng ta cùng đi khai phát, người có thể lấy đan dược, ta lấy đan phương. Tống Lam cũng là người quả quyết, gật gật đầu, tốt, ta đếm tới ba, chúng ta cùng buông tay, một, hai, lăng, hàn, còn chưa đếm xong, một giọng nói đầy hận ý vang lên. Lăng Hàn và Tống Lam đồng thời quay đầu nhìn sang, không phải lục kỳ còn ai vào đây. Hai người này đã đạt thành hiệp nghị, hiện tại có người ngoài xuất hiện, tự nhiên thừa cơ thả tay ra và lui về phía sau vài bước nhưng Lục Kỳ lại nhìn ra không đúng. Rõ ràng là hai người đang trộm tình, sau khi bị hắn phát hiện mới vội vàng tách ra. Người xem, gương mặt xinh đẹp của Tống Lam ửng đỏ, tiểu diễm ướt át. Nón xanh, sắc mặt Lục Kỳ tái nhợt, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, sát ý sôi trào. Lăng Hàn cười nhạt, hắn thả hỗn độn cực lôi tháp ra, treo trên đỉnh đầu của mình. Muốn chiến, tùy tiện, ai sợ ai. Tống Lam thừa cơ đeo ngọc bội, sau đó gương mặt xinh đẹp nở nụ cười vui mừng và sợ hãi.